Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng, thì em mới lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một chút like, chia sẻ kênh giúp em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Nay thì bên shop tiếp tục về cái lô dây điện vàng nhá. Quận này thì nó chỉ tầm khoảng 20 mét thôi. Đó, nó tầm khoảng 20 mét và giá thì chỉ có 170.000 nhá. 170.000 cho một quận dây điện vàng như này. À, dây của nó thì vào khoảng là dây 1.5, có đèn báo nhá. Có đèn báo này, có 5 chân cắm như này, 1 2 3 4 5. Có đèn báo, 5 chân cắm. Và dây dài khoảng 20 mét, dây 1.5 nhá, hàng nội địa của Nhật. Các bác lên cho em là dây điện vàng. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000, rất rẻ nhá. Đấy, dây điện vàng này. Dây điện vàng giá sẽ là 170k. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dây điện xanh này. Dây điện xanh này thì dòng dây của nó sẽ là dây 2.5 nhá. Dây này của nó thì nó sẽ là dây 2.5 này. Đây, FA 2.5 này. Hàng Japan CU này. Đó, công suất của nó là lên tới 500V luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo mét nhá, theo mét. Đấy, dây này của nó thì cũng là dây ổ đúc cắm cực kỳ chặt luôn, kết nối rất là tốt nhá. Chống va đập, có đèn báo, có thứ hết luôn. Con này thì giá của nó sẽ là theo mét dài, theo mét dài các nhá. Đấy thì bên shop sẽ về theo mét dài thì các bác cứ mua theo mét dài giúp cho em. Đấy, theo mét dài giúp cho em nhá. Đấy. Nó sẽ có cái mét dài như sau. Nếu các bác mua quận 5 mét thì sẽ là 220k bao ship nhá. Đấy. 10 mét thì sẽ là 330.000, 330k và 30 mét. Đấy, 30 mét thì giá của nó sẽ là 650.000, 650.000 và bao ship nhá. 5 mét là 220, 10 mét là 330 và 30 mét sẽ là 650.000. Dây của nó là 2,5 ly nhá. 2,5 ly. Đấy, dây xanh. Để bác lên cho em là dây xanh nhá. Đó. Dây xanh này, 2,5 ly và giá sẽ là như sau. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng ổ đúc nhá. Ổ này nó sẽ là dòng ổ đúc chống va đập cho các bác luôn. Ổ đúc chống va đập thì nó sẽ có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, dòng 3 chân, dòng 5 chân. Hàng cực kỳ VIP cho các bác luôn, hàng rất VIP cho các bác luôn. Hàng 3 chân này thì không có đèn báo. Và hàng 3 chân này có đèn báo, còn 5 chân này không có đèn báo nhá. Dòng ổ đúc cao su chống va đập nhá, bên trong của nó đều là bằng lá đồng hết nhá, bằng lá đồng hết. Các bác yên tâm sử dụng. Con này thì dùng cực kỳ là bền bỉ, chắc chắn cho bác luôn. 5 chân cắm, hàng cao su non. Cầm cho anh cả cái ổ vàng ấy. Hai cái ổ vàng kia cầm đây. Đấy, thì dòng này có bác đập phá thoải mái nhá. Đập phá thoải mái. Kể cả các bác lấy búa đập cũng ok luôn. Lấy búa đập cũng ok luôn nhá. Đó. Thì bên shop có rất là nhiều các cái dòng ổ điện. Thì em sẽ lên chi tiết cho các bác các cái mẫu luôn. Đấy, các chi tiết các mẫu luôn. Đập phá thoải mái nhá. Đấy. Thì bên shop nó sẽ có 4 mẫu như này các bác này. 4 mẫu như này và bên em sẽ lên theo tên nhá. Đầu tiên thì cái này các bác sẽ lên cho em là ổ đúc cao su nhá. Dòng 3 chân và dòng 5 chân. Giá thì đều là... giá của nó thì đều là 50.000 nhá. Đấy, lên cho em là ổ đúc cao su này. Ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su. Dòng 3 chân. Có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Giá thì đều là 50k nhá. 50.000. 50.000 cho cái ổ đúc cao su như này các bác nhá. Chống va đập. Đấy, rất chắc chắn cho bác luôn. Tiếp theo thì... bên shop có hai cái mẫu ổ vàng nhá. Đấy, hai cái mẫu ổ vàng thì cái này bên em lên nó sẽ là, các bác lên cho em là ổ vàng dài đi cho nó dễ. Đấy. Ổ vàng dài này. Ổ vàng, đấy, ổ vàng dài. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000 à. 65k nhá. Đấy, 65k thì cái ổ vàng dài như này. Còn đây nó sẽ là ổ vàng 5 chân nhá, ổ vàng 5 chân. Thì con này giá của nó sẽ là 45k. Đó, 45k. Đều là dòng ổ vàng hết nhá. Đấy, các bác lên cho em là ổ vàng. Đấy. Chống va đập các bác này. Đấy, chống va đập, đập khá thoải mái luôn nhá. Đập khá thoải mái luôn. Thì cái con ổ vàng dài này thì bên em còn lên trước thì lên tên nó là B1 nhá. Nhưng bây giờ các bác... đấy, các bác lên cho em là ổ vàng dài hoặc là ổ vàng B1, giá sẽ là 65.000. Đấy, thì con này nó sẽ là ổ vàng dài này. Còn con này thì nó sẽ là ổ vàng 5 chân nhá. Đấy, ổ vàng 5 chân. Ổ vàng này. Đấy. Ổ vàng 5 chân nhá. Ổ vàng 5 chân. Giá sẽ là 45k. Đấy, 45.000 cho con ổ vàng 5 chân như này. Còn con ổ vàng dài này sẽ là 65.000. Đấy, đây là các cái dòng ổ điện bên em. Đều là dòng ổ chống va đập hết. Tiếp theo thì kéo thì bên shop sẽ về cho các bác cái kéo vàng này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Thép SK5 Japan này. Đấy.
thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhé, kéo bếp vàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho một con kéo bếp vàng như này. Lên cho em là kéo bếp vàng, giá sẽ là 35k. Còn mua từ 3 cái thì sẽ là 100k nhé. 3 cái thì sẽ là 100.000 cho 3 cái như này. 100.000 cho 3 cái luôn, 100.000 cho 3 cái. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái kéo rất là cao cấp luôn, đó là kéo khui bia nhé, kéo khui bia. Con này thì các bác biết rồi, đó. Con này thì hàng cao cấp rồi, coi như hàng cao cấp rồi. Rất chất lượng, dày dẫn chắc chắn hơn. Và cái giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là kéo khui bia, cũng là hàng nội địa của Nhật, thép SK5 này. Có chức năng là cắt gà, cắt cá, khui bia, mở nắp chai và kẹp cua ghẹ luôn. Rất dày dẫn chắc chắn. Đây là bao nhiêu? Con kéo khui bia này sẽ là 75.000. Còn con kéo bếp vàng này thì sẽ là 35.000 nhá. Nó lệch nhau một nửa tiền luôn. Đấy, tiền nào thì của đấy thôi. Đều là hàng của Nhật nhá. Đều là hàng của Nhật, Japan đấy các bác này. Đó, đều là Japan nhá. Một con của nó sẽ là 35.000 và một con là 75.000. Đấy, một con là 75.000. Đấy, hàng thì độ sắc bén như nhau nhưng mà độ dày thì khác nhau nhá. Độ dày, độ to thì khác nhau. Đó, thì con kéo bếp vàng này là 35.000. Còn con kéo khui bia này thì sẽ là 75.000 nhá. Đấy, kéo bếp vàng là 35.000, kéo khui bia sẽ là 75.000. Đấy, các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi nhá. Đấy, các bác muốn lấy con nào thì lấy. Đấy, con này thì các bác lên xem là kéo khui bia, giá của nó sẽ là 75.000 cho một con kéo khui bia như này. Hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Thép SK5 không gì này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo khui bia nhá. Kéo khui bia, kéo khui bia, giá của nó sẽ là 75k nhá, 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu kéo cắt gà. Một loại là hàng của Đức và một loại là hàng của Nhật này. Đấy, kéo cắt gà nó sẽ là có hàng của Đức và hàng của Nhật cho các bác luôn. Đấy, con hàng của Đức này thì sẽ là 90.000 và con hàng của Nhật này thì sẽ là 120.000 nhá. 120.000. Đó, 120.000. Đều cũng là dòng kéo thép SK5. Con này thì hàng của Đức này, Made in Germany đây. Made in Germany, hàng của Đức. Còn con này thì hàng của Nhật, Japan đây. Đó. Và hai con này thì giá rất là tốt cho bác luôn. Kéo gà của Đức này thì sẽ là 90.000 và con kéo gà của Nhật này thì sẽ là 120.000. Đấy, 120.000. Chuyên để cắt gà, cắt cá rất là ngon nhá. Cắt gà, cắt cá các bác có thể dùng để cắt cành cây cũng được. Đó. Rất là tiện. Có lẫy khóa như này các bác này, có lẫy khóa như này. Đấy, chức năng của nó thì cắt gà, cắt cá, cắt nem, cắt thực phẩm, cắt thức ăn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để kẹp cua, kẹp ghẹ, mở nắp chai đều ok hết nhá. Các bác lên cho em là kéo gà Nhật, con này sẽ là 120k nhá. 120.000 con kéo gà Nhật như này. Đấy, còn con kéo gà Đức này thì giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho em kéo gà Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su này. Đấy, các bác lên cho em là sen cao su. Sản phẩm thì sẽ là một dây và một đầu vòi sen như này. Đầu vòi sen này thì nó sẽ có là 3 cấp độ nước khác nhau này, 3 cấp độ nước khác nhau. Có đóng ngắt trên tay nhá và có dây kết nối cho các bác luôn. Một cái bộ sen như này giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, 90k thành cái bộ vòi sen cao su như này. Có cái đầu vòi cao su như này thì các bác dùng để tắm massage rất là tốt này. Có đóng ngắt trên tay luôn. Đấy, rất là tiện ích nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su này, đó. Sen cao su giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho cái bộ sen cao su như này. Đây. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen, một cáp dây như này nhé. Combo cho các bác luôn. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Đấy, 90k cho một cái bộ sen cao su như này. Giá rất hợp lý luôn các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con khoan mini nhé. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết luôn. Đấy. Có cho các bác là các cái đầu mũi vít này. Đầu mũi vít này, PH1, PH2 này. Đấy, một cáp sạc này. Đấy, và một máy khoan như này nhá, một máy khoan như này. Đấy, một cái máy khoan như này các bác này. Đấy, một máy khoan như này. Đấy, con này thì có cả đảo chiều luôn nhá, có cả đảo chiều luôn. Đó, và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể xoay được các bác này. Đấy, có thể xoay thẳng như này được này. Đấy, xoay thẳng có đèn báo luôn, có đảo chiều như này. Đó, không thích dùng các bác lại xoay ngược trở lại chứ em. Đó, rất là tiện nhá. Đấy, máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái bộ đầu vít bao gồm 30 đầu như này, 30 đầu như này các bác sử dụng tùy ý nhá. Đấy, lục giác hoa thị các cái đầu mũi như này thì dùng rất là phê luôn. Đó. Bây giờ nếu các bác mua một cái bộ đầu vít như này thôi đã phải mất đi hàng trăm nghìn rồi. Đấy. Ngoài ra thì nó lại có một con tay lắc như này này. Đấy, một con tay lắc như này rất là tiện luôn. Đó, một con tay lắc như này. Các cái đầu mũi khoan này, các cái đầu mũi khoan, đầu mũi vít nhá. Đấy. Đầu khoan, đầu vít đầy đủ cả đầu khẩu luôn. Combo cho các bác một bộ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá. Đó. Khoan mini,
180k cho cái bộ khoan mini như này, 180.000, giá không thể tin nổi luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy và hai mũi vít như này, một máy hai mũi vít, một dẹt một tròn. Đấy. Và con này cũng có cho các bác là đảo chiều lên xuống nhá. Đấy, nó hết pin rồi về nhà các bác sạc vào cho em. Đấy, có kèm cho các bác là một cáp sạc luôn, kèm một cáp sạc như này. Đấy, hàng nhỏ gọn bằng cổ tay như này, dùng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để bắt vít nhá. Đấy, tháo lắp vít rất là ok, có ra có vào cho các bác luôn. Lên mã giúp em đó là máy vít nhá. Con này thì chỉ có 120.000 thôi. 120.000 nhá. Đấy, lên cho em là máy vít nhá. Máy vít giá sẽ là 120k. Đấy, tháo ra lắp vào. Máy vít 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái móc gỗ đây. Lên cho em là móc gỗ nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cái đầu móc như này. Có cho các bác một cái đầu xoáy như này, các bác có thể dùng rất là tiện. Lên cho em là móc gỗ nhá. Giá sẽ là 40k cho cái móc gỗ như này. 40.000 cho một con móc gỗ như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái quai luôn. Thêm một cái đầu vít như này các bác này. Đấy, đây đi xem. Thêm cho các bác một cái quai móc nữa. Đây. Thêm cho các bác một cái quai móc như này, các bác móc vào đây cho em. Móc vào đây cho em là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện này. Đấy, móc vào đây cho em mình sử dụng nhá. Rất là tiện luôn. Đây. Đấy, treo lên như này. Lên cho em là móc gỗ nhá. Móc gỗ giá sẽ là 40.000 cho một con móc gỗ như này. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thanh cài dao nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái thanh cài dao như này, bao gồm cho các bác là các cái khay để các bác dắt dao này và 1 2 3 4 5 5 cái móc như này. Chiều dài khoảng 45 cm và giá thì sẽ có 90k thôi. 90k cho một con thanh cài dao như này nhá. Lên mã giúp cho em là thanh cài dao, giá sẽ là 90.000, rất là tiện luôn. Có vít đây, có vít về nhà các bác có thể bắt vít vào tường này, hoặc là bắt vít vào cửa giả này, hoặc là bắt trực tiếp lên tường đều ok hết. 90.000 cho cái thanh cài dao như này, rất tiện ích luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Rổ vuông này, đấy, đây nó sẽ là một cái bộ rổ như này, bao gồm cho các bác là ba đôi nhá, ba đôi. Đấy, ba đôi sẽ bao gồm cho các bác là ba rổ ba chậu nhá, ba rổ ba chậu như này. Đấy, ba rổ ba chậu như này. Lên cho em là rổ vuông nhá, rổ vuông. Giá sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này. 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Đấy. Cứ combo cho em là ba rổ ba chậu, ba rổ ba chậu 90.000. Đấy, tính ra là mình mua chỉ vào mất có 30.000 thôi. Đấy, con nhỏ nhất này khoảng 25 cm mà con to nhất này khoảng 35 cm. Đấy, đây. Nhựa như này mới gọi là nhựa các bác này. Đấy, nhựa như này mới gọi là nhựa cho em. Đó, nhựa thì nó sẽ là hàng nhựa Việt Nhật đây. Nhựa Việt Nhật hai lớp, hàng ISO an toàn sử dụng nhá. Đó. Rổ vuông giá sẽ là 90.000, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Rổ vuông giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ dàn di nhá. Các bác lên cho em là mũ dàn di. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một mũ như này, một mũ dàn di đẹp như này và một con thắt lưng như này nhá. Đấy, một mũ một thắt lưng như này, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Một mũ một thắt lưng như này rất là đẹp. Giá thì đều là đồng giá 80.000 một chiếc nhá. 80.000 cho một chiếc mũ và 80.000 cho một con thắt lưng dù như này nhá. Thắt lưng dù hàng của thương hiệu Dép này. Đấy. Tuổi đời của con này thì nó sẽ là vào khoảng là năm 1941 nhá. Đấy, công ty Dép này là khá là lâu đời rồi. Chữ Dép to khủng bố luôn các bác này. Đấy, rất là ngon lành nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Đấy, 80.000. Đây. Đấy, một con mũ dàn di này, rất là đẹp, đội vào thì cực kỳ là form. Ôm form ôm đầu cho các bác luôn nhá. Ôm form ôm đầu cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là mũ dàn di, giá sẽ là 80k nhá. Đấy, và thắt lưng cũng là 80.000 luôn. Mũ dàn di này. Mũ dàn di giá sẽ là 80k. Đấy. Và lên cho em là thắt lưng dù nhá. Giá sẽ là 80k luôn. Thắt lưng dù cũng 80.000 luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải này, vỉ bàn chải của Nhật đây. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6, một vỉ là 6 cái như này nhá. Bàn chải cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đây. Đấy, chất liệu bàn chải này cực kỳ là mềm luôn. Đó, dùng nó rất là thích nhá. Và cái này thì có cái độ đàn hồi rất là tốt luôn. Đầu bàn chải to, dùng rất là thích. Đấy, chà răng rất là ngon luôn. Một cái bộ như này bao gồm cho các bác là 6 cây bàn chải luôn. Đấy, lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải này, vỉ bàn chải, giá của nó sẽ là 25k cho một vỉ như này. Hàng này là đạt tiêu chuẩn an toàn của Nhật luôn nhá. Đấy, tiêu chuẩn an toàn của Nhật luôn. Đấy, khi các bác dùng con này thì chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Giá sẽ là 25k cho một vỉ bàn chải như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng này. Đấy, thì các bác lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp, một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng này. Một cái thắt lưng như này, rất là đẹp luôn. Một thắt lưng cá sấu rất là đẹp này. Một thắt lưng cá sấu rất là đẹp luôn. Và bao gồm cho các bác là hai cái mặt như này nhá. Hai cái mặt như này. Đấy. Hai mặt như này, rất đẹp các bác này. Đấy. Hai mặt như này rất là đẹp luôn. Lên cho em là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp này bao nhiêu đây? Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn, sáng bóng đẹp nhá. Đấy, lẫy cà như này các bác này. Đấy, lẫy cà như này, rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đây. Đấy, trơn này. Đấy, khóa của nó nghe rất là thích rồi. Đấy, rất đẹp các bác này. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp 1 dây và 2 mặt nhá. Đấy, cá sấu hộp 1 dây 2 mặt như này. 1 dây 2 mặt. Giá thì sẽ là 100. Đấy, lên mã giúp cho em là cá sấu hộp nhá. Giá sẽ là 160.000đ, đựng trong một cái hộp xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà nhá. Lên cho em là cá sấu hộp nhá. Đó, cá sấu hộp này. Cá sấu hộp 160k. Còn nếu các bác mua nguyên một cái dây không thì giá sẽ là 80.000đ nhá. Đấy, một dây một mặt thì sẽ là 80.000đ. Còn nếu mua combo trọn bộ như này thì sẽ là 160.000đ. Đấy, tùy theo các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái que hàn nhiệt nhá. Que hàn nhiệt, đây nó sẽ là một cái que hàn như này. Đấy, và một vỉ này của nó thì sẽ là bao gồm là 3 que nhá. Khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị gãy như này thì các bác rất là thông cảm thôi. Đấy, thì con này về các bác chỉ cần dùng lửa mình đốt lên cho em. Dùng lửa mình đốt lên, sau đó thì mình nhỏ vào các cái khu vực nào mà nó bị các bác muốn hàn, các cái lỗ các thứ đều là ok hết nhá. Lên cho em là que hàn nhiệt nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một cái bịch que hàn nhiệt như này. Đấy, lên cho em là que hàn nhiệt, giá sẽ là 25k. Đó, 25k cho một cái que hàn nhiệt như này, 25k thôi nhá. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bạn này. Mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn bằng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản, hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trải nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn bằng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản, hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trải nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn. Đây thì em là que hàn nhiệt, giá sẽ là 25.000 các bác nhá. Vâng, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra thùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship rồi. Đó. Thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái que hàn nhiệt nhé. Đây. Nó sẽ là đựng trong một cái gói như này. Một gói như này của nó thì sẽ là 3 que nhá. Một gói này của nó sẽ là 3 que. Đấy. Thì khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị vỡ như này. Tại vì cái que này của nó rất là giòn luôn. Thì các bác không thông cảm thôi. Em nói trước luôn là nó sẽ hay bị gãy nhá. Nó hay bị gãy tại vì nó rất là giòn. Thì cái này các bác vẫn đốt được bình thường nhá. Vẫn đốt được bình thường chứ nó không có vấn đề gì cả. Đấy. Thì các bác đưa vào máy lửa mình đốt này. Sau đó thì mình hàn vào các cái vị trí như là nhôm, đồng. Rồi những cái vị trí nào nó bị gãy hoặc nó bị đứt thì các bác hàn vào cho em nó rất là tiện. Thì các bác không phải thợ hàn chuyên nghiệp. Thì cứ dùng cái này cho em đốt lửa lên là xong. Đấy. Một bịch này của nó là 3 que nhá. Một bịch này của nó là 3 que. Đấy, 3 que và khi các bác nhận được hàng nó sẽ có dấu hiệu là bị gãy là bình thường các bác nhá. Đấy, lên cho em là que hàn nhiệt này. Que hàn nhiệt giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác nhiệt thế hệ. Giờ đây các bác có thể hàn má mọi thứ mà chẳng cần đến máy móc hay kỹ thuật hàn gì. Đây là que hàn nhiệt thế hệ mới, giá rất rẻ, chỉ hơn chục nghìn thôi ạ. Dạng như sắp đến, chỉ cần dùng bật lửa cho nóng chảy là hàn được ngay. Dùng để hàn đối kim loại, gỗ, nhựa kim 5C hay dùng trong hàn linh kiện điện tử được vì nó rất điện tốt. Dùng nó thay thế keo 502 rất tốt. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 25.000 thôi nhá. Lên mã giúp em là que hàn nhiệt các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bác nhá. Súng thư giãn. Đấy, một con súng rất là tuyệt vời như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. 170.000. Đấy, nó hình khẩu súng như này nên em gọi nó là súng thư giãn này. Đó, súng thư giãn, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cái súng thư giãn như này. Còn cái ấy là mang ở đây cho anh. Cái máy trà bếp. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân súng này. Đấy, một thân súng này rồi tiếp theo nó sẽ là bốn cái đầu massage nhá. Bốn đầu massage và kèm một cáp sạc.
4 đầu massage thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu tròn, một đầu tày, một đầu nhọn và một cái đầu hình cái chạc súng như này đó. Và các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi, mình thích dùng đầu nào thì mình có thể thay tháo ra. Thay tháo thì nó chỉ rất là đơn giản thôi. Đấy, tháo ra là xong, rất đơn giản nhá. Đấy, đây, các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên này. Và con này nó sẽ có 6 cấp độ rung, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đó, đây, con này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Đấy, thấy không? Đó, rung rất là mạnh luôn. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Đấy, đây, em rung tay cho bác xem này. Đấy, bắp tay các bác này. Đấy, các bác chỉ cần giữ này thôi này. Đấy, bắp tay nó rung ác chưa? Đó. Ngoài ra thì các bác có thể nhấn mạnh thì nó sẽ rung mạnh và các bác thả ra thì nó sẽ rung nhẹ rất là tiện. Các bác có thể dùng massage cổ vai gáy rồi bắp tay bắp chân rất là tiện luôn. Nhấn và tát thì đều phải giữ lì như này nhá. Giá thì 170 cành. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn chỉ có 170.000 con súng thư giãn này thôi. Rất tiện ích cho các bác mua về mình có thể là chồng massage cho vợ, hai vợ chồng massage cho nhau, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp dùng để mình massage bắp tay bắp chân, lưng vai cổ các bác đều vòng ra được hết nhá. 170k cho cái con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Đấy, 5m và giá thì sẽ là 20.000 cho một cái dây phơi như này. À 15.000 trong cái dây phơi như này thôi nhá. 15k trong cái dây phơi như này 5m này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, mình đưa ra mình trang, mình phơi. Ở đây nó có các cái lỗ như này thì các bác có thể xỏ cái sập cái dây phơi vào, cái mắc áo vào nó rất là tiện, không bị bong, không bị gió bay nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Lên mã giúp cho em là dây phơi nhá, dây phơi. Giá sẽ là 15.000. Nó rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, dây phơi này, đây. Dây phơi, giá sẽ là 15k. Chiều dài của nó sẽ là 5m nhá, chiều dài của nó là 5m. 5m các bác cứ giả ra sau đó thì mình trang lên là mình phơi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đệm như này. Bằng cao su non và sản phẩm này của nó thì nó sẽ là dòng dệt tiểu tổ ong nhá, dệt tổ ong như này. Đấy, dệt tổ ong như này thì dệt tổ ong 5D như này thì các bác ngồi nó rất là êm đúng không này. Đấy, kể cả các bác đặt quả trứng lên ngồi nó không bị vỡ luôn, rất tiện ích nhá. Và cái vải này của nó thì nó cũng là vải dệt 5D thoáng khí và bên dưới này có cao su non chống trơn trượt rất là tốt này. Đấy thì dùng nó rất là thích. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đấy cái độ đàn hồi của nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình ngồi trên ô tô này rồi là đấy, ngồi quả trứng cũng không vỡ luôn các bác theo, rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng trên ngồi trên ô tô hoặc là trên các cái đồ ghế các thứ mình cần sử dụng thì mình ngồi lên cho em. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đệm ghế này. Đấy. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho một em đệm ghế như này nhá, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dầu gội đầu của Thái Lan nhá. Đấy, dầu gội đầu của Thái Lan. Chuẩn bị là đến mùa hè rồi các bác gội đầu rất là nhiều luôn thì bên shop vẫn phân phối cho các bác cái dòng dầu gội đầu của Thái Lan như này. Đấy, hàng Bangkok Thái Lan này các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Unilever thì nó gọi là dầu gội đầu Clear đấy. Ở Việt Nam mình cũng bán. Còn cái này thì bên em là hàng nhập Thái Lan thì hàng chất lượng hơn và giá tốt hơn. Đó, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan nhá. Đấy, hoặc dầu đầu Clear có màu trắng và màu xanh. Giá thì sẽ là 80k cho một lọ như này. Dung tích của nó là gần một nửa lít này, 450ml, gần nửa lít luôn. 80k, có màu trắng màu xanh. Đấy, con này thì các bác dùng gội đầu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, sạch thơm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, một vỉ này sẽ là 10 cái các bạn. Đấy, một vỉ này là 10 chiếc này. Một vỉ này là 10 chiếc, giá sẽ là 60.000. Và bên em bán lẻ là 20.000 3 cái. Bán lẻ toàn 20.000 3 cái cho các bác. Đó, kích thước của khăn thì sẽ là 30x50. Đấy, chất liệu của khăn thì nó là 100% là sợi bông tự nhiên. Một mặt là bông mịn, một mặt là bông thường. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, rồi tắm gội này, hoặc là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều là đa di năng hết nhá. Một bịch này của nó là 10 chiếc. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc. Một bịch này của nó thì sẽ là 10 cái và 60.000. Còn mua lẻ thì bên em bán combo là 20.000 3 cái. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 3 cái là bằng 20k. Đấy, còn một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
ổ điện trắng này, các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện này, đấy, ổ trắng như này. Và công suất của nó sẽ là hàng của Nhật 10A này, từ 110V đến 220V đều dùng được nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo này, hai chân USB và 1 2 3 4 5 6 7 7 chân cắm như này. Giá thì sẽ là 60k nhá. Lên cho em là ổ trắng nhá, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái ổ trắng như này nhá. 60.000 thì cái ổ trắng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Đấy, đũa hàng của thương hiệu Winling của Đức, Winling hay người của Đức đây. Đấy, đũa inox như này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi và giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Đấy, hàng này thì các bác dùng để ăn cơm ăn nước rất là ok, sạch sẽ, không bị nấm mốc này. Hàng thương hiệu Winling của Đức hay người đây. Đấy, su 304 không bắt 5 châm. Đó, rất là chắc chắn các bác luôn. Và đầu thì đánh nhám, chống dính, chống trơn trượt rất là tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa inox nhá. Đó. Đũa inox này, giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ nhá. 55.000 trên một vỉ. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu bình xanh nhá. Đây. Đấy, một cái bình xanh rất là đẹp như này, bình xanh rất là đẹp như này. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình rất là tiện ích luôn. Đấy, có dòng 1 lít và dòng 2 lít, hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội của Việt Nam mình đấy các bạn. Đấy, đây. Có quai đeo như này nhá, có quai đeo này rất là tiện các bạn này. Đấy, quai đeo như này. Và có chống mất nắp luôn, có dây đai như này chống mất nắp nhá, không sợ bị rơi mất nắp này. Rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm. Và sơn màu xanh quân đội rất là đẹp luôn, bên trong thì bằng nhôm. Đấy, đây, quai đeo như này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Con 1 lít này là 70.000 và con 2 lít này sẽ là 90.000 nhá. Con này là 70.000 1 lít này, con này 2 lít này sẽ là 90.000 các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng đá các bác này. Đấy, vòng đá rất là đẹp như này. Các bác dùng để đeo tay, vừa là trang trí trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông và ổn định huyết áp nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Một con vòng như này, cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đây, đấy, rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một con vòng đá của Nhật như này thôi. Đây, các bác này. Đó. Lên cho em là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35.000 cho một chiếc như này. 35.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Lên cho em là vòng đá 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đây. Nó sẽ là một con phễu như này. Đường kính của nó thì vào khoảng là 12 cm, có quai cầm như này. Đấy, su 304 hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80k. 80k cho một em phễu inox như này, 80.000 cho một em phễu inox như này. Con này thì tiện lắm, các bác có thể dùng để mình rót dầu, rót mỡ rồi nói chung là cái gì cũng được. Nguyên vật liệu các bác rót vào đây chị em. Phễu inox giá sẽ là 80k. Rồi ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại lên video để giới thiệu các cái mã hàng của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Nay thì các số hotline của bên em đây. Nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cầm anh như ghế, cái nồi cơm sáp cho nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 500.000 tròn các nhá, 500.000 tròn. Đấy. Mở đây. Đấy, mở ra thì các bác chỉ cần nhấn cái nút này là mở này. Đấy, nhấn nút này là mở nhá. Và đây thì các bác sẽ có cho em là một cái khay đỡ này. Đấy, một cái khay như này, kèm theo cho bác là môi thìa này, rồi cáp này. Đấy. Rồi phiếu bảo hành cái thứ đầy đủ cho bác luôn. Mâm thì cực kỳ là dày luôn. Đấy. Con này mâm của nó rất là dày nhá. Mâm dày này các bác này. Nghe nó kêu như chuông đúng không nhá? Nghe kêu như chuông luôn. Đấy. Rất là đã luôn các bác. Đấy, mâm dày. Mâm bằng nhôm pha gang nhá, giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi niêu như này, nồi niêu nhá. Đấy. Nó vòm kiểu hình niêu như này và mâm của nó mâm nhiệt cũng rất là dày luôn. Thì giữ nhiệt rất là tốt và nấu cơm ngon. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 tròn và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá. Đấy. Nhà gia đình 3-4 người ăn, 5 người ăn thoải mái luôn. Đấy, dung tích của nó là 1.8 lít này. Hàng thương hiệu nồi cơm sáp của Nhật nhá. Nồi cơm sáp của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Đó. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cho anh em. Đó. Dung tích của nó là 1.8 lít. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm sáp nhá. Giá thì sẽ là 500k. Đó, nồi cơm sáp 500k nhá. 500k tròn cho cái nồi cơm sáp như này các bạn này. Đấy, đây. Của nó thì nó sẽ là dòng 1.8 lít, công suất là 900W và sử dụng điện 220V nhá. Con này thì cái công suất của nó sẽ là 900W thôi nhá. 900W này. Dung tích 1.8 lít và điện 220V 50Hz.
Đấy, kích thước của nó là 35 x 292 x 260 này, dài rộng cao 900W nhá. Nấu cơm cực kỳ là nhanh luôn, cực kỳ là nhanh và ngon luôn, dung tích 1,8 L, từ 3 đến 5 người ăn thoải mái không nhá, từ 3 đến 5 người ăn thoải mái. Giá thì các bác lên trên là nồi cơm sáp, giá sẽ là 500.000 và bao ship nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm, nó là cái ví hồng này các bác này. Đấy, cầm anh cả cái ví xanh này. Mã ví hồng này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này thôi. Đấy, 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ ví với ba cái bấm móng tay này, rồi các cái phần để nặn mụn này, rồi lấy da chết, rồi nhíp rổ lông các thứ, rồi nói chung là vệ sinh rất là tiện ích cho các bác luôn. Chọn bộ sản phẩm như này mà giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k thôi. Nguyên bấm là có ba cái bấm móng rất đẹp này, một cái để các bác bấm vào những khóe tay khóe chân này. Đấy, rồi kìm kéo các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Thì con này các bác lên cho em là ví hồng nhá. Đấy, ví hồng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái ví hồng như này, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một em ví hồng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng nhá. Đấy, ví hồng này. Giá sẽ là 60k này, cái ví hồng như này, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh nhá. Đấy, ví xanh như này. Một con ví xanh này thì con này là 100.000. Con này thì hàng nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều các bác, cao cấp hơn rất là nhiều. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng này, có một cái bấm dành cho trẻ em này, ba cái bấm to và một cái bấm khóe này. Đấy, một cái bộ nạo gót chân này, rồi nặn mụn, rồi kéo cắt tỉa lông mũi đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho bác như này, mài móng tay móng chân. Đấy, màu này thì nó sẽ là màu xanh rất là đẹp luôn. Đầy đủ các combo chi tiết như này. Và giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Giá của nó sẽ là 100k cho một em ví xanh như này. 100.000 cho một em ví xanh như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho ví xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái thùng đựng gạo này. Đấy. Con này thì hàng của thương hiệu Hokori, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, liên doanh Việt Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Con này thì đựng của nó sẽ là đựng được một yến gạo nhá. Đấy, đựng được 10 cân gạo. Thì nói chung là nó cũng rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng, thì bây giờ gạo các bác cũng không ăn nhiều thì mỗi lần mình đong hoặc là mình sát thì nó cũng vừa đủ thôi, khoảng một yến thôi. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái âu như này, kèm cho các bác cái âu này là có thể vo gạo được luôn nhá, có thể vo gạo được luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là cái phần rót này, thì các bác rót nước nó chắt ở đây và nó sẽ đọng gạo lại này. Mình cho gạo vào đây mình bóp này, bóp xong đó thì mình đổ gạo vào xong là xong. Đấy, và có cái phần chắt như này thì nước nó không lọt lại này, gạo nó không ra mất này. Và con này khi các bác cho gạo vào đây nhá thì mình bóp như này nó mới nhả gạo xuống này. Bóp này là nó sẽ nhả gạo xuống dưới này. Thì bao giờ các bác ăn gạo thì bao giờ mình cũng phải ăn cái gạo cũ trước nhá. Ăn gạo cũ trước thì cái gạo mới mình đổ lên chốc và gạo cũ nó ở dưới đít thì bao giờ nó cũng lấy từ dưới đít lấy ra, thì bao giờ còn mình cũng lấy hết được cái gạo cũ trước nhá. Và bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng đựng gạo 10 cân, kèm thêm cho các bác là một cái âu như này. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là thùng gạo nhé. Thùng gạo giá sẽ là 180k trong cái thùng gạo như này. 180.000, siêu tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu bơm. Đó là cái mẫu bơm 1 ti và bơm 2 ti. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng bơm 1 xi lanh. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho con bơm 1 xi lanh như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Đấy, đây, các cái đầu bơm của nó đây các bác này. Bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết. Con này thì giá sẽ là 100k nhá. Con bơm 1 ti này sẽ là 100.000, có đồng hồ đo báo luôn. Và dây của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là dây dù nhá. Đấy, dây cao su bọc dù. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bơm 2 ti. Con 2 ti này thì dung tích của nó sẽ là 2 xi lanh và bơm được khoảng 10 cân nhá. Bơm khoảng 10 cân. Con này thì các bác có thể bơm ô tô thoải mái. Hàng thì của thương hiệu Santalay Made in Japan. Đó, rất tiện ích luôn. Đây, các bác chỉ cần đẩy này là bơm nó ra này. 2 xi lanh dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, có đầu bơm phao, bơm bóng rồi kết nối nhá. Cao su của nó thì siêu mềm luôn và rất là dai nhá. Siêu mềm dai luôn. Gấp ra gấp vào thoải mái, xoắn xít thoải mái luôn. Hai xi lanh đều đạp chân, hai con đều đạp chân hết nhá. Đấy. Con một xi lanh này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000. Còn con hai xi lanh này thì của giá của nó sẽ là 250.000 nhá. 250.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2 ti nhá. Bơm 2 ti này. Hỏi lại cho anh em bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bơm 2 ti 230k và bao ship đến tận nhà nhá. 230.000. Bao ship tận nhà. 6 cân chiều về chở được nhá. Hai xi lanh bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi như này của nó thì ném cho anh hai cái bình nhá.
Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi như này. Đấy, con này rất là thơm luôn. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy. Thì một túi là 10 viên. Thì các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu một túi này là 10 viên và giá sẽ là 15k nhá, 15k. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy. Sạch, thứ hai là thơm này. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Sạch, thơm, diệt khuẩn, giá chỉ có 15.000 cho một túi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xanh đây. Bình xanh, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội và hàng bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm này các bác dùng để đựng nước uống là cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, bằng nhôm thì các bác biết rồi, dùng đựng nước uống cực kỳ an toàn. Nắp có lẫy xoáy và có gen bảo vệ như này, rất là tiện ích này. Đấy. Con này thì giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh. Đây là bằng nhôm này, có những con khi vận chuyển thì nó bị trượt như này thì các bác cũng thông cảm thôi. Đấy, cái này thì hàng nó vận chuyển thì nó sẽ gọi là hàng thanh lý, thì nó hàng bãi thì nó không thể tránh khỏi được các bác nhé. Đó, giá thì cực kỳ là tốt cho các bác rồi. Đấy thì con nó sẽ có hai dòng, 1 lít và 2 lít nhá, 2 lít nhá. Có quai đeo như này các bác này, mang đi học, đi làm, đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc là đi công tác, hoặc là các bác đi ra ngoài đồng ngoài áng thì dùng con này rất là tiện, vứt bờ vứt bụi đều được. Đấy, nó sạch sẽ và nó có quai đeo luôn. Đấy, lên cho em là bình xanh nhá, bình xanh. Con 1 lít thì sẽ là 70k. 1 lít là 70k và con 2 lít thì sẽ là 90k nhá. Giá rất là hạt rẻ cho bác luôn. 7 lít, 1 lít là 70.000 và 2 lít là 90.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho anh em các bác là 30 lưỡi. Thấp nhất là sẽ có 30 lưỡi, còn có những lô về thì nó sẽ cho các bác là 36 lưỡi thì em cứ nói nước đôi như vậy để tránh khi các bác nhận được hàng mà 30 thì các bác lại bảo là quảng cáo không đúng. Còn khi các bác nhận được hàng thì nó có thể là lô 30 và lô 36 nhá. Đấy. Thì đây sẽ kèm cho các bác là 30 lưỡi này, kèm thêm cho các bác là một bàn cạo và một cái lọ kem. Đấy. 30 cái lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Lưỡi của nó là dòng lưỡi kép nhá. Lưỡi kép, hai lưỡi siêu bén cho các bác luôn. Đấy, mua một bộ này dùng cả năm chứ em. Mua một bộ này dùng cả năm. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi. Đấy. 30 lưỡi và một cái lọ kem, kèm thêm một lọ bàn cạo, một cái bàn cạo nữa. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 60k nhá, 60.000, giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác. Nay thì shop tiếp tục về cho bác cái mẫu giấy ăn các bác nhá. Đó thì cái này thì bên shop sẽ bán theo bịch nhá. Đấy. Bán lẻ thì nó sẽ là 20.000 một bịch như này. Đấy, 20.000 cho 10.000 cho một bịch như này các bác nhá. Đấy. 10k trên một gói nhá, 10k trên một gói. Mua lẻ thì là 10.000 trên một gói và bên em là bán từ 3 gói trở lên nhưng không bán lẻ nhá. Bán thấp nhất là 3 gói trở lên. Đấy, bán thấp nhất là 3 gói trở lên, 10.000 một gói. Còn các bác mua là 10 gói thì sẽ là 80k nhá. 10 gói là 80.000. Còn một thùng là 20 gói. 20 gói thì giá của nó sẽ là 140k nhá. Đấy. Tức là mua một thùng 20 gói thì tính ra chỉ vào có 7.000 một gói thôi. Còn mua lẻ là 10.000. Đấy, 10.000 là bán từ 3 gói trở lên, còn mua 10 gói thì sẽ là 80.000. Đấy. Mua lẻ thì tính ra là vào 7.000, còn mua 10 gói thì là vào 8.000, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 nhá. Đấy, đây. Giấy của nó thì siêu dai lên các bác này. Đấy. Giấy rất là dai luôn các bác thấy không? Giật bình bích như này mà không việc gì là các bác biết rồi. Dùng nó rất là thích nhá. Đấy, siêu dai, dùng rất là thích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy các bác thấy không? Nó một gói này của nó là 460 tờ các bác này, 460 tờ. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. 10k trên một gói này, 10 gói là 80.000 và 20 gói là 140 nhá. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là giấy ăn nhá. Đưa cho anh cái chảo này. Đấy. Hàng siêu dai cho bác luôn, giật bành bạch không việc gì luôn các bác này. Đấy, rất là dai nhá. Đó. Tiếp theo thì cái này bao nhiêu? Các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá, chảo tổ ong. Con này đường kính là 28 cm và hàng chống dính cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Hàng chảo tổ ong chống dính rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong này. Đó. Chảo tổ ong. Giá sẽ là 140k cho cái mã chảo tổ ong như này. 140.000 một chiếc nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu được hết nhá. Chiên rán xào nấu đun bếp từ thoải mái luôn. Đun bếp từ thoải mái luôn. Hàng bằng inox và tráng chống dính rất là tốt nhá. Than tổ ong tráng chống dính rất là tốt luôn. 140.000 cho một con chảo như này. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140.000. Rồi ok. Hả? Chiều nay
Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất là nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Nay thì bên shop về cho bác một cái mẫu ổ điện mới nhé. Thì các bác lên cho em ổ này, nó sẽ là ổ trắng này. Đấy, có công tắc đóng ngắt đây, em sẽ cắm điện trực tiếp vào cho bác xem luôn. Con này thì dây nó sẽ dài tầm khoảng là trên 1 mét các bạn. Đấy, dây dài trên 1 mét. Đây. Đấy, nó tầm khoảng mét rưỡi gì đấy các bác nhá. Đấy. Mét rưỡi, mét 8. Đây, cắm điện trực tiếp này. Bật công tắc lên các bạn này. Đấy, bật công tắc lên có đèn báo nhá. Nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm và có hai chân USB như này nhá. Hai chân USB để các bác cắm ổ USB vào đây cho em này. Đó, hai chân USB như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 nhá, 60.000. Lên mã giúp cho em đó. Hả? Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ổ trắng. Giá sẽ là 60k. Đó, lên mã giúp cho em đó là ổ trắng này. Đó. Ổ trắng, giá sẽ là 60k nhá. 60.000 thì có ổ trắng như này. Đấy, giá sẽ là 60.000. Đây, có công tắc này. Đấy, có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo các bác nhá. Con này thì giá sẽ là 60.000. Lên cho em là ổ trắng 60k này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng ổ xanh nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một con ổ xanh như này các bác này. Con ổ xanh này thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 các bác nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Con này thì nó sẽ là 1 2 này 3 4 này 5 6 ổ cắm và 3 chân USB nhá. 6 ổ cắm, 3 chân USB. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Đấy. Con này thì cũng có ổ cắm và có đèn báo các bác nhá. Có đèn báo luôn các bác này. Đây đèn báo đây các bác này. Đấy. Có đèn báo sáng như này, có 3 chân USB, có đèn báo sáng nhá. 3 chân USB có đèn báo sáng. Giá thì sẽ là 50k. Các bác lên cho em là ổ xanh 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dây sạc béo này. Dây sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là đèn báo như này luôn. Đấy, có đèn báo như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái dây sạc béo như này, giá của nó sẽ là 50.000 cho cái sạc béo như này nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Dây dài khoảng là 1 mét nhá. Đấy, khoảng từ 90 cm đến 1 mét. Cắm điện và là có đèn báo nhá. Và dây của nó thì nó rất là to luôn, thì các bác dùng bền này. Đấy, dẫn điện tốt thì các bác sạc rất là nhanh. Và ưu điểm của con này là có đèn báo luôn, có đèn báo như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Dây này thì chống quấn, chống giật, chống đứt được hết các bác nhá. Đấy, rất là tốt cho các bác luôn. 50.000 cho một con dây to bự như này. Các bác lên cho là sạc béo, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là cái sạc gầy. Đấy, cái này thì cũng chiều dài từ 90 cm đến 1 mét. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 nhá, 30.000. Đấy. Con sạc béo này thì Minh ơi. Con sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu màu. Tắt cái đèn này đi. Tắt đèn cho vỗ con muỗi đi, nó đang. Nó sẽ có hai màu nhá, màu xanh và màu đỏ này, màu xanh màu đỏ thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đó. Ở đây nó sẽ là cái con sạc gầy này 30.000 này. Đấy, còn cái con ổ xanh này thì sẽ là 50.000 nhá. Coi lên cho em là ổ xanh này. Đấy, ổ xanh. Giá sẽ là 50k. Con này thì dây dài khoảng 1 mét nhá, dây dài khoảng 1 mét. Con này sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là vòng đá nhá, vòng đá. Đây là một cái con vòng rất là tốt luôn. Đấy thì nó cũng giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là đẹp như này. Thì các bác có thể dùng để mình đeo như này rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này, rất là đẹp luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có hình như kiểu là hình một con trâu hay con sư tử gì đấy các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá, vòng đá. Giá thì chỉ có 35k cho một chiếc vòng đá như này thôi. Các bác có thể đeo trang sức này, và ngoài ra thì nó sẽ giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá, vòng đá. Giá sẽ là 35k cho một cái vòng đá nhá, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Đây thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cáp sạc và một cái bộ thẻ. Có cái nút nguồn on off ở đây này. Về nhà các bác bật cái nút nguồn này lên cho em này. Đó. Sau đó thì các bác lắp cái thẻ vào cho em này. Đấy, lắp thẻ vào này. Đấy, lắp thẻ vào là nó sẽ tự đọc thôi. Đấy, đây các bác này. Có cả song ngữ. Bố. Father. Đấy, có cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn nhá. Mẹ. Mother. Đó. Rất rõ ràng luôn, tiếng Anh, tiếng Việt các thứ đàng hoàng. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là 212 thẻ này với các cái nội dung khác nhau nhá. Đấy, đầy đủ nội dung nhá. Thì giúp cho các trẻ em nó có thể học và ngâm cứu rất là tốt luôn. Đấy, và tránh xa điện thoại, máy tính bảng, nó cũng là một cái dòng đồ chơi công nghệ. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Lên cho em là đọc thẻ này, máy đọc thẻ. Đọc thẻ, giá của nó sẽ là 90k cho một cái máy đọc thẻ này nhá, 90.000.
Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ nồi 5 món này, bộ nồi 5 món, giá thì chỉ có cho bác là 140k cái bộ nồi 5 món như này thôi. Đấy. Đây, con to nhất của nó thì khoảng 24 cm nhá, và con nhỏ nhất thì khoảng là 12 cm. Đấy. Thì các bác cứ nồi nào vung đấy cho em. Nồi nào vung đấy như này. Nồi nào vung đấy này các bác cứ đậy vào cho em là xong nhá. Đấy. Nồi nào vung đấy thì mỗi nồi là có một vung luôn. Đấy, nồi nào vung đấy là nó để lọt vào nhau như này. Đấy, để lọt vào nhau thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy. Nồi nào vung đấy, cứ thế là mình đậy vào nhau thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Đấy. 5 cái nồi luôn. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140.000. Bảo con kia giải tán. Bộ nồi 5 món này. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140k nhá. 140k cho bộ nồi 5 món. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác ít cái đồ của lính Mỹ nhá. Đồ của lính Mỹ thì sẽ bao gồm cho các bác là mũ này. Đấy, bên em sẽ có mũ này. Mũ, một cái mũ dàn di đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một cái mũ dàn di đẹp như này các bác nhá. Đấy, 80.000 cho một chiếc mũ dàn di đẹp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là mũ dàn di nhá, mũ dàn di. Giá của nó sẽ là 80k này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là một con thắt lưng Z như này, thắt lưng dù nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng dù. Dòng này thì cũng rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 80k cho một con thắt lưng dù này thôi. Sử dụng thì cực kỳ đơn giản, các bác chỉ cần sập xuống này xong này. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Z nhá. Tuổi đời của con này thì từ năm 1941. Công ty của con này thì nó là chuyên sản xuất đồ lính Mỹ cho các bác luôn. Cái thắt lưng dù này thì các bác dùng chỉ có bao giờ mà chán thì vứt đi thôi, chứ không bao giờ hỏng được các bác nhá. Dòng này dùng không bao giờ hỏng được luôn. Đó, và rất là tiện này, các bác có tí tuổi là mình dùng nó rất là sướng. Chỉ cần sập vào này cho em xong. Đấy, khi mở ra thì các bác đẩy này nó ra này, sập vào này. Đấy, cứng cực kỳ luôn các bác nhá, dùng rất là thích này. Hàng của thương hiệu Z của Mỹ nhá. Hàng Z của Mỹ. Đó, còn đây thì nó sẽ là con mũ của lính Mỹ này. Đây, USA con này, USA. Đó. Thì combo cho các bác nhá. Đấy thì các bác có thể mua combo hoặc là mua lẻ cũng được. Đấy các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù giá sẽ là 80.000 này. Đấy, hoặc là mũ dàn di nhá. Mũ dàn di giá cũng là 80.000 luôn, mũ dàn di giá sẽ là 80.000. Hàng đội ôm form đẹp quá nhá. Đấy, ôm form rất là đẹp luôn. Đấy, hàng ôm form rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái vật mũi thông minh nhá, vật mũi thông minh. Các bác lên cho em là vật mũi đứng này. Con này thì đây, các cái thông số điện của nó đây các bác này. Đấy, các thông số điện của nó đây. Đó, 5V 1A, 300V. Đó, đây. Thì con này của nó thì về nhà có cái đế như này, các bác cắm ở cái ổ USB nhà mình, hoặc các bác có thể mua cái ổ xanh, ổ trắng kia cũng được. Đấy, và đây các bác này. Đấy, nó sẽ đánh điện như này các bác này. Đấy, đánh điện rất là mạnh luôn. Thì con này rất là tiện nhá. Và có chức năng là đèn hồng ngoại như này thì có chức năng bắt muỗi tự động nhá, hoặc là sử dụng để vật muỗi bình thường. Giá sẽ là 150.000 nhá. Về nhà thì các bác chỉ việc để đứng như này thôi. Sau đó thì các bác cắm cái này vào chân USB và để thế này. Đấy là muỗi ruồi nó sẽ bay vào đây và nó sẽ chết nhá. Đấy. Lên cho em là vật đứng nhá, vật đứng. Giá sẽ là 150.000 nhá. Vật đứng này. Đó. Vật đứng, giá của nó sẽ là 150k cho cái vật muỗi đứng như này, 150.000. Nó bao nhiêu? Vật đứng 150.000 nhá. Đợt này về cho các bác giá tốt chỉ còn là 130k thôi, 130k. Đó, 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Đấy, rổ vuông thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hết rồi, thôi. Bỏ cái bàn chải ấy. Rổ vuông nhá thì một bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá, 3 đôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 chậu 3 rổ như này. 3 chậu 3 rổ như này. Hàng này của nó thì siêu dai luôn các bác này. Đấy, siêu dai luôn, các bác tha hồ sử dụng luôn. Siêu dai luôn, bẻ biết các thứ ok nhá. Các bác dùng để rửa rau nó rất là tiện này, rửa rau rồi đựng rau thơm, rau mùi, các loại rau dạ này. Đấy. Con to nhất của nó thì lên tới là 30 mấy sen cơ. Và con nhỏ nhất thì trên 20 sen. Đấy, một combo như này bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá. Đấy, lên cho em là bộ rổ vuông này. Bộ rổ vuông. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Đấy, 90.000 nhá. 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Hàng nhựa của Việt Nhật nhá. Hàng nhựa Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hai lớp bộ rổ vuông. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải. Bao tiền vỉ này nhỉ? Các bác lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Đấy, hàng thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 6 cái này. 6 cái bàn chải này. Đấy, đủ màu cho các bác luôn. 6 bàn chải đủ màu. Dòng này thì của nó thì chuyên chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vỉ bàn chải nhá. Đấy, vỉ bàn chải. Vỉ bàn chải này. Đó, vỉ bàn chải chuyên các bác chuyên dùng để mình đánh răng rất là ok luôn. Đấy.
đầu bàn trái này hả? 35.000 nhá, 25.000 đấy, 25k cho một ví bàn trái như này, bao gồm là 6 chiếc thôi nhá, giá siêu rẻ cho các bác luôn. Bình thường nếu các bác ra chợ mà mua một ví, một cái bàn trái không đã 20-25.000 rồi, thế mà đây em bán 25.000 cho 6 chiếc luôn đấy, 25.000 cho 6 chiếc như này, 1 2 3 4 5 6 nhá, đấy, hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá, đèn bão quạt. Đấy, đèn bão và có quạt các bác, đây nó sẽ làm con đèn như này, kéo lên là nó sáng này. Ngoài ra thì nó sẽ có chức năng cho bác là quạt mát này, rất là mát luôn các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng gió nó kêu là các bác đã biết cái độ mát của nó rồi. Dòng này của nó thì siêu mát luôn các bác nhá, gió rất là mạnh luôn, các bác có thể mở ra như này được này. Đấy, mở ra như này, gió rất là mạnh các bác nhá, gió vù vù luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k tròn cho một con đèn bão như này, có pin năng lượng mặt trời, có cả chân sạc cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn chân sạc về nhà các bác, chỉ việc là cắm trực tiếp điện 220 chưa. Đấy, đây có sẵn chân sạc như này rồi, về nhà các bác cắm trực tiếp sạc điện 220V cho em nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái đèn bão quạt như này, đèn bão quạt như này giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá, đèn bão quạt này, đèn bão quạt giá sẽ là 100k cho một em đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ quần áo mưa nhá, bộ quần áo mưa hàng thương hiệu Tú Phong, hàng Việt Nam chất lượng cao, mặc vào nó sẽ đúng như này. Đấy, chất liệu của nó thì chống thấm các thứ rất là tốt luôn, size của nó sẽ là size 3X, là size to này. Đấy, chất liệu của nó thì các bác mặc giày nắng giày mưa đều được hết nhá. Đấy, giày nắng đều mưa được hết, giày nắng thì sẽ là chống nắng rất là tốt luôn, và giày mưa thì sẽ là chống mưa đó. Và đặc biệt là miền Bắc thì nếu mà trời lạnh các bác mặc thì rất là ok luôn đây các bác này. Đấy, chất của nó đây các bác này. Đấy, hai lớp luôn các bác nhá, rất là tuyệt vời luôn, cả quần cả áo luôn. Đấy, lên trên là bộ quần áo mưa, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 195.000 nhá. Đấy, lên trên là bộ quần áo mưa 195k đó, bộ quần áo mưa này, quần áo mưa giá sẽ là 195k. Con này em bán là giá siêu rẻ đấy, các bác mà ra ngoài cửa hàng nếu họ bán cho các bác là tầm 300.000 cơ, tầm 300.000, nhưng mà hàng online thì em bán cho các bác giá rất là tốt luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm thôi nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái mẫu bình tông con này. Đấy, bình tông đây. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga này. Đấy, CCCP. Đó, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nga và chuyên phục vụ cho quân đội. Có một cái bao da như này, các bác dùng thì mình có thể dùng để mình đeo hoặc sách rất là tiện nhá. Đeo hoặc sách mang theo bên người thì mình có thể dùng để mình mang nước lọc này, nước uống này, rượu bia này, rồi là các cái đồ nước mình đựng vào đây. Hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn, và cái giá thì khá là hợp lý cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá, bình tông. Giá sẽ là, lên cho em là bình tông này. Đó. Bình tông, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho cái mã bình tông này, 130.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái một cái bình mẫu mới này. Đấy, cái bình mẫu mới như này về các bác này. Đấy. Bình này thì cũng là một cái bình đựng nước rất là tiện luôn. Các bác ngoài đựng nước thì mình có thể đựng rượu bia này. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội các bác này, rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ là ngon nhá. Đây, nắp xoáy nắp xiếc của nó này, có hết chống mất nắp nhá, chống mất nắp, ren giếc các thứ cực kỳ ngon lành luôn. Đấy. Và có một cái dây dù đeo như này các bác này, có cái dây dù đeo như này thì các bác có thể mang nước đi học này, đi làm, đi công trình này. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, chuyên để đựng nước lọc để uống các bác nhá. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Con này thì bằng nhôm này, mà nhôm thì các bác biết rồi, dùng nó rất là bền đẹp chắc chắn nhá, không lo bị móp méo này. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác này. Dòng này thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, mẫu 1 lít và mẫu 2 lít như này. Đấy, thì các bác lên cho em là bình xanh nhá, nó màu xanh quân đội như này. Đó, màu xanh quân đội như này thì các bác lên cho em là bình xanh. Con 1 lít này thì sẽ là 70.000 và con 2 lít này là 90.000. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn, giá rất rẻ và giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh này, đó, bình xanh. Một dòng thì 1 lít thì sẽ là 70k nhá, 70k. Đó, còn con 2 lít thì sẽ là 90k. Đấy, 2 lít sẽ là 90.000. Đây, bình xanh nhá. Con này 1 lít này, 1 lít giá sẽ là 70k cho con bình 1 lít như này nhá. 70.000 cho một con bình 1 lít như này thôi. Đấy, còn con này thì 2 lít sẽ là 90k nhá. 90k cho một em 2 lít như này. 90k các bác nhá. Đấy, thì em đã giới thiệu cho các bác rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi của Đức này. Đấy, ép tỏi của Đức. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người đây của Đức. Con này thì chuyên dùng để các bác dùng để ép tỏi này, ép hành này, gừng này, rồi các cái loại gia vị dùng rất là ngon luôn. Đấy.
Giá thì sẽ là 100k nhé. Các bác lên cho em là ép tỏi này. Giá của nó sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này. 100.000 cho một con ép tỏi như này. Rất tiện lợi cho các bác luôn. Ở đây thì các cái đầu này của nó thì nó sẽ là rất là dày, dày và nhiều đầu, như là khi các bác ấn vào các bác là nó đẩy lồi hết này luôn. Thì là cái tỏi hành của các bác nó sẽ rất là nát và nó sẽ chiết ra được nhiều nước, thì các bác dùng thì nó rất là thơm nhá. Đấy, lên cho em là ép tỏi giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khò ga đại nhá, khò ga đại. Con này thì giá chỉ có 120.000 cho con khò ga đại như này thôi. Hàng thì của thương hiệu Kabushi nhá, hàng thương hiệu Kabushi Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120k cho một con khò ga đại như này. Đấy, đầu của nó thì là bằng đồng hết này, đầu bằng đồng giữ nhiệt rất là tốt luôn và là đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động như này. Đầu bằng đồng giữ nhiệt tốt, đánh lửa tự động thì các bác dùng nó rất là tiện. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 cho một con khò ga đại như này. Có lên tên là khò ga đại 120.000 nhá, khò ga đại 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên tên là xịt chống thấm. Con này thì chuyên dùng để các bác đưa vào các cái vị trí như là bị nứt này, bị thấm rột này. Đấy, phủ lên các cái bề mặt rất là tốt luôn. Giá sẽ là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm này, xịt chống thấm. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. 15. Đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con bình xịt chống thấm này thôi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mẫu bóng đèn nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini này. Đấy, con này sẽ là dòng 4 cánh mini như này. Công suất của nó sẽ là 28W nhá, 28W các bác này. Đấy, 4 cánh mini 28W, con này thì siêu sáng luôn, rất sáng quá nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, 40.000 cho một con bóng như này thôi các bác này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, sáng chói chang luôn và nó ưu điểm của nó là nhỏ gọn nhá. Các bác có thể dùng rất là tiện, mang đi mang về rồi bây giờ bình thường các bác mua một quả bóng LED bình thường nếu mà hàng mà được sáng như này và chất lượng như này thôi giá đã phải là 570.000, 570.000 nhá. Đấy. Vậy một quả bóng 4 cánh đẹp như này. Đấy, có thể gấp gọn mang đi công trình này. Đấy, rất là gọn gàng luôn nhá, rất gọn gàng luôn. Các bác có thể dùng rất là đa di năng nhá. Đấy. Lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Đấy, bóng đèn 4 cánh mini, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy, 4 cánh này. Đấy, 4 cánh mini, giá sẽ là 40k cho một chiếc nhá. 40k cho cái bóng đèn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái đèn 5 cánh nhá. Đây, đèn 5 cánh này. Con này thì siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng rất là tốt luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 120.000 thôi nhá. Hả? 120.000 thì coi nhá, 120.000 thôi. Rất sáng luôn con này. Đấy, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu e-form như này và dòng 8 cánh nhá. 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000 cho con 8 cánh thì nó chỉ thêm 3 cánh thôi. Còn con này của nó thì công suất là 100W và giá của nó thì sẽ là 120.000 cho dòng 5 cánh và dòng 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con điều khiển như này. Đấy, và một cái con nguồn như này các bác nhá, một con nguồn. Đấy, một con nguồn, một con điều khiển như này và có dâu nhá. Con này thì khoảng cách xa của nó thì nó sẽ được vào khoảng là xa thì và này. Cái bơm của các bác đây nhá thì mình cắt đôi nó ra. Thì cái dây phích cắm ấy thì mình sẽ đấu vào cái chân 1 2 này. Đấy, dây phích cắm các bác đấu vào chân 1 2 cho em nhá. Đấy là đầu nguồn vào này. Đấy, đầu nguồn vào. Còn đầu ra khi đấu vào máy bơm thì các bác đấu cho em là chân 3-4 nhá. Này thì các bác đấu ra cái nguồn của máy bơm nhá. Đấy là chân 3-4 nhá. Đầu vào là 1-2 và đầu ra thiết bị là 3-4. Sau đó thì các bác điều khiển cho em thôi. Đấy. Sau đó thì các bác điều khiển cho em là xong. Ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cắm vào. Đấy, bây giờ cắm vào này. Các bác nhà mình cắm điện vào là được nhá. Có thể điều khiển từ xa được luôn này, bạn này. Đấy, tắt này, với khoảng cách là 100m trở lại nhá. Đấy, khoảng cách là 100m các bác nhá. Là ok ạ. Đấy, tắt bật máy bơm các thứ rất là ngon luôn. Ngoài máy bơm thì các bác có thể dùng là bóng đèn này hay là các cái thiết bị khác nhá. Đấy, đều ok hết. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 cho một cái bộ điều khiển từ xa này thôi nhá.
Đó. Được rồi, được rồi. Các bác lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển. À, bên em có cái bộ là cắm trực tiếp và bộ này là bộ đấu nối nhá. Đấy, điều khiển đấu nối đen. Giá sẽ là 95.000. Đó, 95.000 cho cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điều khiển đấu nối đen nhá. Đấy, nó màu đen như này. Và giá thì sẽ là 95.000 một bộ này thôi. Giá siêu rẻ luôn. Điều khiển này, đấu nối này. Đó. Cái này thì các bác về phải đấu nối nhá. Và màu đen, giá sẽ là 95.000. Ngoài ra thì bên shop có cái con cắm trực tiếp này. Lấy cho anh tí nào. Tiếp theo thì em về cho bác sản phẩm đó là cái máy đuổi chuột này. Đấy, con này thì chuyên đuổi chuột rồi côn trùng kiến gián các bác nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con máy đuổi chuột như này. Giá của nó sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Thì con này các bác có thể dùng để đuổi chuột này, côn trùng này, kiến gián đều ok hết nhá. Đấy, chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết, nhưng mà thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35.000. Đó. Máy đuổi chuột này, đó. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35.000 nhá, 35.000. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện luôn. Nhà các bác có chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết nhá. Chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Nó rất tiện các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship qua nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc cho khách hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên các bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dây thắt lưng nhá. Đấy, thắt lưng hàng của Mỹ này. Hàng này về thì lô này về đầu rất là đẹp luôn các bác. Đầu rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, mặt của nó cũng rất là đẹp luôn. Mặt của nó là rất là đẹp. Mặt thì mặt đúc liền rất đẹp luôn. Giá thì sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một con thắt lưng như này. Mặt tráng gương mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Hàng của Mỹ thì chấm hết rồi các nhá. Hàng của Mỹ thì chấm hết rồi. Đây. Made in USA các này, Made in USA. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Hàng về thì nó sẽ là hàng da bò thật 100%. Các bác lấy máy lửa đốt thoải mái cho em. Đây, Made in USA nhá, hàng của Mỹ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con thắt lưng Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ 180.000. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng lẫy con lăn, chiều dài từ 1m1 đến 1m3. Đấy, hàng về theo lô và là hàng da miếng tự nhiên, cho nên là nó chiều dài của nó sẽ là tùy theo nhá. Đấy, nhưng mà thấp nhất của nó cũng là 1m1 đến 1m3. Mặt của nó thì mặt tráng gương cực kỳ là đẹp như này, mặt tráng gương mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đó, mặt rất đẹp quá nhá, cực kỳ nổi luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đó, 180.000 cho một con thắt lưng như này. Chất liệu của nó 100% da bò tự nhiên. Đây. Đấy, em đang so sánh hai cái như này đã không bằng nhau rồi các bác nhá. Đấy, nó không bằng nhau rồi các bác này. Đó, thì tức là hàng da thật 100% luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá. Thắt lưng da bò này, thắt lưng da bò Mỹ này. Da bò Mỹ, giá sẽ là 180.000 một em nhá. 190.000 quá nhá. Đấy, xin lỗi các bác. 190.000 một em thắt lưng da bò Mỹ như này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò nha, ví da bò. Đấy. Con này cũng là 100% da bò tự nhiên. Hàng làm cực kỳ là kỹ cho các bác luôn, cực kỳ là kỹ, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Đây. Có tem mác các thứ đầy đủ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Hàng made in USA này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000 cho một con ví da bò như này. Cũng có cho anh em các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu nhé. Đấy, có hai màu, màu đen màu nâu cho các bác lựa chọn đây. Đấy, màu đen màu nâu như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên, hàng cực kỳ là đẹp cho các bác luôn, hàng rất đẹp các bác nhé. Đấy, có cả thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng đây, thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhé. Đấy, giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví da bò nhá, ví da bò sẽ là 120.000 cái ví da bò như này.
tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện vàng nhá. Ổ điện vàng như này. Con này thì hàng này là dòng ổ đúc của Nhật nhá, ổ đúc của Nhật. Dòng này của nó cũng là dòng chống va đập này, chống va đập cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng thì cực kỳ yên tâm nhá. Con này thì giá chỉ có 45k thôi. Lên cho em là ổ điện vàng nhá, cầm cho anh cả cái ổ B1 đây. Ổ điện vàng giá sẽ là 45k nhá. 45k cho một cái ổ điện vàng như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái ổ vàng như này thì bên shop lên tên nó sẽ là ổ điện B1 nhá. Đấy, ổ B1 này. Con ổ B1 này thì giá của nó sẽ là 65.000 nhá. Các bác lên cho em là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là 65k. Đấy, các bác lưu ý cho em tránh nhầm lẫn nhá. Nó hai con đều màu vàng cả thì con này em lên là ổ điện vàng. Đấy, 5 chân như này và con này chỉ có 45.000 thôi. Còn con này thì nó sẽ là 65.000 cho một con như này. Đấy, con này chỉ có 3 chân có điện báo, về nhà các bác xoáy cái này ra cho em sau đó thì mình kết nối vào. Hai con này thì đều là dòng của Nhật chống va đập rất là tốt luôn các nhá. Đấy, rất là ngon lành các bác luôn. Đó, đập phá thoải mái như này. Sản phẩm này thì sẽ bao gồm cho các bác là chống va đập cực kỳ tốt và con này thì 3 chân và con này thì 5 chân. Giá thì đều là rất hợp lý rồi. B1 này sẽ là 65.000, con này là ổ điện vàng 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, bộ này sản phẩm về thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là hit hot cho các bác luôn. Đây, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì con này đang gửi tới các bác cái giá đó là cái này bao nhiêu nhỉ? Cái này 120.000 nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đèn sông như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp cái đèn này vào điện 220 cho em. Công tắc đây, tắt bật lên này. Và các bác xoáy cho em cái lọ tinh dầu này vào này. Đấy, một lọ này, một các bác mua cho em là một hộp này là mình về mình dùng quanh 5 ngày tháng cho em, dùng quanh 5 ngày tháng cho em nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, an toàn cho bà mẹ và trẻ em cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Giá sẽ là 120.000 nhá. Mà các bác có tới 4 lọ sông tinh dầu cho em luôn, 4 lọ sông tinh dầu. Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu muỗi nhá, sông tinh dầu muỗi này. Đấy, sông tinh dầu muỗi. Sông tinh dầu muỗi, giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái sông tinh dầu muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Cây sâm thịt đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì các bác dùng để mình sâm thịt này. Đấy, rồi chiên đồ nướng các thứ rất là ok nhá. Đấy, chiên đồ nướng thì các bác sâm và sau đó tẩm gia vị cho em. Đây, nó sẽ là các cái đầu kim như này bằng inox thì dùng nó rất là tiện ích. Và giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho cái cây sâm thịt như này thôi nhá. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đấy, lên cho em là cây sâm thịt, giá sẽ là 25.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cân và một đôi pin như này. Lô này về thì sẽ có pin mà các bác lắp pin vào cho em là mình cân thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy thì các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Giá sẽ là 50.000. Đó, cân 5. Đấy, con này có chức năng trừ bì luôn. Cân 5, giá sẽ là 50k, rất tiện ích cho các bác luôn. Chuyên dùng trong nhà bếp nhá. Các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Có chức năng trừ bì và cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản này. Đấy, bên em thì lô này về nó có sẵn pin rồi. Đấy. Có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, lắp pin thì lắp đúng đầu giúp cho em. Pin ưu tiên là lắp đúng đầu nhá. Lắp đúng đầu thì mới sử dụng được này. Đấy, lắp pin đúng đầu sau đó thì các bác đấy, nguồn nó sẽ lên luôn và các bác muốn trừ bì thì đây, ví dụ em cân cái điện thoại này, nó sẽ là 210 mấy gram đấy, là 216 gram này. Các bác nhấn nút nguồn như này thì nó lại về không, và các bác muốn cân tiếp thì các bác đặt lên này nó sẽ cân tiếp này, rất đơn giản vậy thôi nhá. Đó, không có gì là phức tạp cả. Giá thì chỉ có 50 cành cho một cái con cân như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, dung tích là 2 lít, con này thì 2 lít cả vỏ. Và con này thì các bác chỉ dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thôi, chứ nó không giữ nhiệt được, cho nên là các bác không dùng để giữ nhiệt đâu nhá. Giá thì đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 80k cho một cái bình 2 lít như này các bác này, bình 2 lít như này. Và bên shop gọi nó luôn là bình 20 nhá, bình 20. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bình 20. Con này giá của nó sẽ là các bác lên cho là bình 20 giá sẽ là 80.000 nhá, bình 20 này. Bình 20 giá sẽ là 80k cho một con bình 20 như này nhá. 80k trong con bình 20 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ đây. Đây nó sẽ là một cái lọ để cái hũ để các bác đựng muối mắm mì chính này. Đấy. Thì các bác lên cho là hũ gia vị. Một hũ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 nhá. Có kèm một cái thìa như này. Kèm cái thìa này thì về nhà các bác chỉ cần lắp cái thìa này vào để mình xúc này. Gia vị này hàng bằng thủy tinh nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn an toàn. Đấy, sử dụng thực phẩm thì cực kỳ an toàn luôn, các bác dùng thủy tinh cho em là an toàn nhất nhá.
Đấy, đừng nên dùng nhựa, nhựa thì nó sẽ có rất nhiều hạt nhựa nhỏ nhá. 15k trong cái lọ thủy tinh như này. Và tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi lò xo nhá. À xin lỗi các bác, là đó là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, cả đuôi cả phích cắm như này cho em luôn. Nó rất là tiện. Con này thì các bác lắp trực tiếp vào cái nguồn điện nhà mình, sau đó thì xoáy bóng đèn vào. Bóng đèn cho em là từ khoảng đây. Đấy. Các bác này. Và khoảng cách của nó thì từ 2 đến 6 mét thì có người đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Và cảm biến cả ngày cả đêm luôn. Đấy, lên cho em là đuôi cảm ứng, giá sẽ là 60k cái đuôi cảm ứng như này nhá. 60.000 cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đây các bạn này. Tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mà công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao. Mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để trống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nha. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cốt lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Rồi ok các bác nha. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc cho em để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái vòi xoay 360 độ nhá. Đấy. Vòi xoay hay vòi bạc ấy? Vòi bạc nhá. Đấy, còn vòi bạc và nó xoay được 360 độ. Đấy, xoay 360 độ luôn các bác nhá. Đấy, xoay 360 độ đảo chiều như này. Con này thì chất liệu của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Về nhà thì các bác chỉ cần kết nối cái đầu này vào cái đầu vòi nước nhà mình cho em thì dùng nó rất là tiện. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. 80k cho một cái vòi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá. Vòi bạc. Giá sẽ là 80.000. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình lắp vào các cái đầu vòi nước nhá. Vòi bạc này, giá sẽ là 80k. Con này thì các bác có thể xoay đảo hướng các kiểu con này được luôn. Đây các bác này. Chất liệu inox. Đấy, lắp vào rất là dễ nha các bác nhá. Đấy, lắp vào này. Xoay đảo hướng, đảo chiều các kiểu con đà điểu được luôn. Đó, các bác có thể dùng để gội đầu này, tắm rửa này, rồi vệ sinh này. Đấy, rất là dễ nhá. Đánh răng rửa mặt ok hết các bác này. Đấy, chỉ cần xoáy vào cho em là xong, kết nối vào. Rất là tiện luôn. Lắc lên, lắc xuống, đảo chiều, đảo hướng tùy ý nhá. Đấy, có chế độ nước một vòi và nước hoa sen này. Rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu đồng hồ T8 nhá, đồng hồ T8. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ và giá chỉ có 170.000 thôi. Có dây bằng cao su này. Đấy, có đế sạc nhá, có đế sạc và nó có hai cái chân này, về nhà các bác để cái đế sạc nó chạm đúng vào hai cái chân đồng này cho em là nó sẽ bắt pin nhá. Đấy, và con này thì chất liệu của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đấy, có cái nút nguồn ở đây, về nhà các bác bật nguồn lên cho em. Con này thì có chức năng là thứ nhất là đồng hồ này. Thứ hai là đo nhịp tim, đo huyết áp các kiểu con đà điểu luôn và rất là nhiều chức năng khác nữa. Thì con này nó hết pin rồi, về nhà các bác cứ sạc pin vào cho em. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày các bác yên tâm sử dụng nhá. Lên cho em là đồng hồ T8 này. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đấy, đây nó sẽ là con đồng hồ để bàn bằng LED thế này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 12 đến 15 cm và chiều rộng, chiều cao của nó thì vào khoảng là 4-5 cm nhá. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ như này. Về nhà thì các bác có thể lắp pin hoặc là cắm cáp trực tiếp. Khi cắm trực tiếp thì các bác cắm vào ấy cho em, cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Giá sẽ là 140.000 cho một em đồng hồ LED thế này. Em này thì hàng đẹp, tiện ích đấy. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ hiển thị như trên hình như này. Thì chức năng các bác có thể vừa dùng làm đèn ngủ, vừa làm đồng hồ được luôn. Đó, lên cho em là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá sẽ là 140k nhá, 140.000 cái đồng hồ LED như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn học chống cận các bác nhá. Đây nó sẽ là một con đèn học có chức năng là chống cận cho các bác luôn. Đó, đèn học chống cận các bác này. Thì các bác dùng thì mình đấy, các bác dùng thì mình khi mà mình cho các em nó học nhá. Đấy. Con này thì nó là dòng tích điện các bạn, dòng tích điện thì dùng nó rất là tiện ích này. Đấy. Nó sẽ có 3 chế độ sáng trắng, sáng vàng và trung tính nhá. Đấy, đây các bác này. Rất sáng luôn, các bác có thể xoay ra xoay vào như này. Và ưu điểm của con này là chống cận thì các bác có thể dùng để mình đọc sách này,
học hành rất là tiện ích luôn. 1, 2, 3. Đấy, nó có rất nhiều chế độ sáng khác nhau, thì tùy theo mắt mình cảm ứng vào cái chế độ nào thì các bác ấy. Và có một cái khay bút đây, thì các bác lắp cái khay bút vào đây cho em này. Đấy, lắp cái khay bút vào đây nữa. Đó, thì các bác nhận hàng các bác lắp cái khay bút này vào đây. Đấy, thì nó vừa là giữ cứng cho cái này và vừa là giúp cho các bác là đựng bút, đựng sách vào đây rất là tiện nhá. Đấy, lên cho em là đèn học chống cận nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy, giá 100.000 thôi. Con này thì về nhà các bác dùng là chức năng là các bác phải sạc pin nhá. Đấy, các bác phải sạc pin đi ạ. Đâu không pin. Đấy. Lên cho em là đèn học chống cận này. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Đấy, đèn học chống cận này, đó. Giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sạc béo nhá. Sạc béo. Giá thì sẽ là 50.000 cho một con sạc như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 90cm đến 1m, hàng về theo lô. Có lô thì 90, có lô thì 95, có lô thì 1m. Có 3 đầu sạc nhá, Samsung, iPhone rồi Type C đầy đủ cho các bác luôn. Và sẽ có cho các bác là một cái chân cắm vào USB hoặc củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, như này. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chỉ có cho bác là 50k thôi. Chiều dài khoảng 1m nhá, lên cho em là sạc béo này. Đấy, đầu dây cực kỳ là to luôn. Đây, các bác trông ngón tay út của em này. Đấy, rất to luôn nhá. 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái các bác lên cho em đó là cái sạc sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, sạc nhanh iPhone thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái củ sạc và một đoạn cáp dây như này. Đấy, chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Dòng này của nó sẽ là iPhone 14 Pro Max nhá, iPhone 14 Pro Max. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái bộ sạc nhanh iPhone như này. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Lên cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá. Đó. Sạc nhanh iPhone. Sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 60k cho cái bộ sạc nhanh iPhone như này. Đó. Tiếp theo là cái củ sạc đa năng nhá. Đấy, dòng này cũng là của iPhone 14 Pro Max. Sẽ là một cái củ sạc có đầu dây cắm như này, dây dài khoảng 1m này. Đó, đây. Và dòng này của nó thì nó sẽ có cho các bác là hai chân sạc nhanh Type C và hai chân sạc nhanh của USB. Đó, thì nó sẽ là một cái củ sạc như này thì các bác dùng để mình cắm dây sạc vào. Thì các bác có thể mua cái dây sạc béo cái mình sử dụng hoặc là nhà các bác có dây rồi thì mình cắm trực tiếp vào. Nhưng mà dòng này thì nó rất là nhiều chân nhá. Có cho các bác là 4 chân luôn, hai chân Type C và hai chân thường. Hàng này cũng là của iPhone 14 Pro Max nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên cho em là củ sạc iPhone nhá. Củ sạc đa năng nhá, lên cho em là củ sạc đa năng này, củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng, giá sẽ là 80k nhá, còn con kia nó là dây sạc sạc nhanh iPhone. Con này là củ sạc đa năng 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái máy xay khô nhá, máy xay khô. Thì đây nó sẽ là một con máy xay rất là tiện ích như này các bác này. Đấy. Con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, công tắc của nó thì ở đây các bác này. Nhấn này là công tắc nó sẽ chạy các bác này. Đấy, sẽ chạy. Và trong này của nó thì có 4 cái lưỡi như này. Thì các bác có thể dùng để xay cà phê, xay ngũ cốc, xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đấy, cà phê, ngũ cốc, tiêu, điều đều ok hết. Các loại hạt đều ok hết đây. Đấy, công suất 250W, điện 220V, 50Hz nhá. Xay cà phê, xay ngô, xay tiêu, xay điều ok hết. 120.000. Lên thì em là máy xay khô. Máy xay khô 120k nhá. 120k là con máy xay khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Eto, hàng thương hiệu Asahi nội địa của Nhật nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là Eto nhá. Thì một con Eto như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 thôi. Hàng của Nhật, tem nhôm đàng hoàng này, Asahi này. Đấy, 180k. Con này thì độ mở của nó là 5cm nhá. Độ mở của nó là 5cm. Thì các bác làm thợ cơ khí thì bắt buộc phải có con này, dùng nó rất là tiện này. Đấy, độ mở của nó là 5cm nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cái chân kẹp vào bàn đây. Có cái chân kẹp vào bàn như này thì các bác có thể dùng để mình kẹp vào bàn như này rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là Eto nhá. Eto này. Eto 180k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao của Nhật nhá, dao Nhật. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá, dao vân gỗ. Con này thì giá chỉ có 120.000 thôi. Đợt này về cho bác giá tốt luôn. Đấy, Seiki Japan, made in Japan cho bác này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30cm nhá. Dòng này thì siêu bén luôn, để em thử test dọc giấy này xem nhá. Đấy, rất là bén quá này. Đấy, các bác thấy chưa? Một cái loại giấy bóng gọi là giấy bóng siêu dai như này mà nó còn dọc được nhá. Thì các cái loại giấy thường thì không nói gì đâu nhá. Đấy, giấy bóng siêu dai này còn dọc được. Đấy, con này thì giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác chỉ có 120.000 thôi. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, khâu đầu khâu đuôi hết này. Đấy, cán gỗ khâu đầu khâu đuôi hết, dùng thì siêu bén cho các bác luôn, từ 3 đến 5 năm không phải mài.
Đấy, lên mã giúp chị em đó là dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ này, giá chỉ có cho các bác là 120k thôi, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm FO nhá. Qua lên cho em là kìm FO này. Đấy, kìm bạc FO, nó màu bạc như này. Đấy, lên cho em là kìm bạc FO nhá. Con này thì có chức năng thứ nhất là tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc rồi xoắn dây cái thứ đầy đủ cho bác luôn. Dài thì nó sẽ là vào khoảng là 21 cm. Hàng thì 22 cm và hàng của Nhật, Japan đây. Đấy, các bác lên cho em là kìm bạc FO. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 nhá. 180.000, hàng của thương hiệu Fukuoka đây. Đấy. Đây, Fukuoka các bác này. Đấy. Lên cho em là kìm bạc FO. Kìm bạc này, đó, kìm bạc FO 180k nhá. 180.000 cho cái mã kìm bạc FO như này. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Rồi, ok. Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang. Rồi, ok bác nhá. Dạ. Hello các bác nha, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship các bác, rất đơn giản mà thôi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đây, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi, rất là đơn giản mà thôi các bác nhé. Đó, thì các bác cũng xem và cân nhắc trước khi mua hàng các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác một cái mã rất là xịn sò luôn, bao gồm cho bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái xìa và 6 đôi đũa nhé. Đấy, 6 xìa, 6 đôi đũa luôn. Đấy, hàng inox 304 nhá. Hàng su 304, bao gồm cho các bác là 6 xìa và 6 đũa như này. Đấy, combo cho các bác 6 xìa, 6 đũa. Và giá thì hôm nay bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đấy, su 304 các bác này, su 304. Hàng bền bỉ chắc chắn, đẹp. Các bác có thể dùng để mình ăn cơm, ăn phở, ăn cháo này, hoặc dùng cho trẻ em rất là ok nhá. Đấy, xìa cũng đẹp, dây dẫn chắc chắn và đũa thì cũng rất là đẹp luôn. Đấy, combo cho các bác một cái hộp như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là set đũa thìa nhé, set đũa thìa. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên cho em là set đũa thìa này, set đũa thìa nhé, đũa thìa. Giá sẽ là 80k nhé, 80k cho một cái hộp như này. Đấy, 80k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 6 đôi đũa, 6 đôi đũa và 6 cái thìa như này các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá đỡ điện thoại nhé. Đây nó sẽ là một con giá đỡ như này. Và khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là gọn như này, gọn trong hộp như này. Sau đó thì về nhà các bác các bác về nhà các bác lắp vào cho em. Đấy, lên cho em là giá đỡ điện thoại này, giá đỡ điện thoại, giá đỡ điện thoại, giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái bộ giá đỡ điện thoại như này. Hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Về nhà các bác chỉ việc là lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Đó, lắp vào thì rất là đơn giản thôi. Đây, em sẽ lắp điện thoại thử cho bác xem này. Thì các bác có thể để theo kiểu là để dọc, để ngang đều được cả nhá. Đấy, đây là em để theo kiểu dọc này. Đấy, hoặc các bác có thể xoay ngang như này cũng được nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, rất là ok, ngon lành. Thì các bác có thể xem Facebook rồi lướt TikTok các thứ đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là giá đỡ điện thoại, giá sẽ là 30.000. 30.000 cái giá đỡ điện thoại này coi nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp này rồi. Về nhà thì các bác lắp đặt và giúp cho em là xong rồi, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt RP7 nhá. Xịt RP7 như này. Giá thì sẽ là 50.000 cho một chai nhá. Dòng này của nó thì nó sẽ là xịt RP7 này. Đấy, chai lớn tặng thêm 50g nữa này. Đấy, thì con chai này của nó là dung tích là 350g này. Hàng này của nó thì sẽ là hàng của Australia các nhá, Australia. Đấy, thì nó sẽ có các cái công dụng là khởi động lại động cơ bị ẩm ướt này, nới lỏng các bộ phận bị rỉ sét này. Đấy, ngưng tiếng kêu phát ra từ cánh cửa, cánh tủ, có thứ linh tinh này, rồi bảo vệ chống kim loại bị rỉ sét ăn mòn, rất là tiện ích cho các bác luôn. Hàng thì của Australia các bác này, đây. Australia các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Các bác lên cho em là xịt RP7 này. Đó. Xịt RP7 giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một chai xịt RP7 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy. Đấy, thì về nhà các bác lắp cho em cái quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác này. Đấy, lắp hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Đấy, thì cái này các bác có thể dùng để mình pha cà phê này, pha ngũ cốc này, rồi pha các cái loại hạt, pha trà các thứ. Đấy, thì cần phải nguấy thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, su 304 nhá. Rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Thì nó sẽ tự nguấy cho các bác không cần phải dùng thìa nữa, nó mất công. Đó. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy. Đấy, cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá, 90k cho một cốc tự khuấy như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp. Đấy. Con này thì chức năng là vừa đo huyết áp, đo nhịp tim, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy.
thì về nhà các bác chỉ cần lắp pin, lắp cái pin con thỏ nhỏ vào đây thôi. Đấy, các bác lắp cho em là 4 viên pin con thỏ nhỏ vào đây là xong. Đây, nó sử dụng 4 viên pin con thỏ loại nhỏ nhất đấy. Các bác lắp vào cho em là xong. Đấy, thì con này thì chức năng của nó là đo nhịp tim, đo huyết áp. Đấy, thì bác nào hay bị nhịp tim, huyết áp các thứ thì các bác sử dụng con này cho em. Con này bây giờ nếu mà các bác có tí tuổi là nên mua để mình sử dụng nhá. Đấy. Bình thường nếu các bác ra ngoài cửa hàng người ta mua phải bán cho các bác là 350k cơ. Nhưng mà riêng bên shop bán cho các bác cái giá chỉ có 260k nhá. Và còn bao ship luôn, 260.000 và bao ship cho các bác. Lên cho em là máy đo huyết áp, đo nhịp tim nhá. Máy đo huyết áp, đo nhịp tim. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chảo như này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình chiên các loại thực phẩm như là mình chiên gà này, đấy rồi chiên cá này, rắn nem, rắn niếc đều ok hết nhá. Đấy, nó có tráng đá chống dính như này và chiên ngập dầu cho các bác luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho dầu vào đây, mình chiên rán xào nấu đều ok hết nhá. Giá thì chỉ có 100k thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này, hàng nội địa của Nhật. Đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm như này. Đấy, và hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, toàn chữ Nhật hết này. Lên mã giúp cho em đó là chảo ngập dầu nhá, chảo ngập dầu. Giá nó sẽ là 100.000. Đó, hàng nội địa của Nhật. 100k cái chảo ngập dầu như này rất là tiện ích các bác nhá. Có thêm cho các bác một cái lưới như này thì khi các bác dùng thì nó rất là tiện đấy các bạn. Đấy, có thêm cái lưới như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ khẩu 12 chi tiết này, bao gồm cho các bác là một tay công, một đầu khẩu và 10 đầu khẩu như này. 2 này, 4 này, 6 8 10, 10 đầu khẩu, một tay công, một tay nối dài nhá. Đấy. Cái bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Cái khẩu 12 này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá. Đấy, khẩu 12. Giá sẽ là 160k nhá. 160.000 thì cái bộ khẩu 12 như này. Đấy, một tay công, một tay nối dài. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con hút thổi bụi bằng điện nhá, hút thổi bụi bằng điện. Con này thì nó sẽ là dòng siêu khỏe luôn. Đấy, có chức năng vừa hút vừa thổi được luôn. Đấy, vừa hút vừa thổi được luôn. Đấy, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 vào cho em. Đấy là mình sử dụng thôi. Giá sẽ là 270.000. Đấy, có cả một đầu hút một đầu thổi nhá. Đây, em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn này. Đó, cho các bác xem nó trực quan luôn. Sử dụng điện 220V, máy chạy cực khỏe luôn. Đây con này. Đấy, thấy không? Đấy, các bác thấy chưa? Thổi này. Trực tiếp luôn nhá. Đấy. Đây. Đấy. Đó, bụi bẩn các bác thổi phát đi hết luôn này. Đấy, thấy chưa? Đó. Đây. Bụi bẩn mang nhẹ nó nhiếc thổi phát đi hết luôn. Đó. Đây. Đấy, thấy chưa? Đó. Rất sạch sẽ nhá. Đó. Rất sạch sẽ luôn. Đấy. Con này thì công suất của nó rất là lớn luôn, thổi cực kỳ là mạnh nhá. Ngoài chức năng thổi thì nó còn có chức năng hút nữa. Đấy. Nếu các bác muốn hút thì các bác đảo cái chiều ống sang bên hông này cho em này. Đấy, xoáy cái ống này ra. Đảo sang đây thì nó sẽ là bên hút này. Đấy, hút này. Đấy, bật điện lên là nó sẽ hút thôi. Đó. Thì các bác lên cho em là hút thổi bụi nhá. Hút thổi bụi điện. Giá thì sẽ là 270.000. 270.000 cho cái mã hút thổi bụi điện thế này. Và bên em đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Nhận hàng các bác cắm trực tiếp điện 220 test thử cho em. Ok thì thanh toán các bác nhá. Con này thì công suất của nó cực kỳ lớn luôn. Đấy, lên cho em là hút thổi bụi điện này. Hút thổi bụi điện nhá. Thổi bụi. Đấy, điện giá sẽ là 270.000 nhá. 270k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Kem đánh răng của Hàn Quốc. Đấy, con này thì hàng chuyên làm trắng răng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng của nó lên tới 93% luôn. Đấy, 93% tỷ lệ làm trắng răng nhá. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Hàng made in Korea con này, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc hẳn hoi cho các bác luôn nhá. Đó, chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Hàng này của nó thì nó sẽ thị phần bán của nó là số 1 trên thế giới luôn. Đấy, dòng này của nó là siêu làm trắng răng luôn, made in Korea. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá. 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000, dung tích của nó là 120g nhá, 120g. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Đấy, lô này về thì nó lại có cả xìa. Đấy, lô trước thì không có xìa nhá. Đấy thì nó hàng về tùy theo lô thì các bác cũng thông cảm thôi. Đấy, sẽ có một thìa một đũa như này. Có lô không cũng nhá. Đấy, có lô thì nó sẽ không có kèm. Đấy, tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là hai ngăn này. Mỗi ngăn này thì sẽ có cho các bác là hai cái âu này, mỗi cái âu này là nửa lít nhá. Tổng thì các bác sẽ có cho em là 2 lít nhá. Đấy. Có dây cáp điện các thứ đàng hoàng nhá, dây cáp điện các thứ đây. Đấy, và đây nó sẽ là một cái mâm như này. Một cái mâm như này thì các bác đun nó nóng rất là nhanh và các bác có thể dùng để nấu cơm nhiếc đều ok hết nhá. Đấy, công tắc của nó đây. Đấy, công tắc ở đây. Con này thì giá chỉ có 180 cành thôi. 180 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình nấu cơm này, hấp đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đấy. Đồ ăn sống, đồ ăn chín thì các bác đưa vào đây hấp cho em. Đây. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đây.
hàng địa của Nhật này. Đấy, từ cái âu yếc của nó này, rất chất lượng luôn, nắp của nó thì rất là khít nhá. Đấy, các bác dùng để đựng cơm, đựng canh, thực phẩm thức ăn rất là ok. Đấy, những cái âu này của nó là hàng nội địa của Nhật này. Đẹp sáng bóng luôn. Đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Cái mã tiếp theo là cặp lồng điện nhá. Mình dùng để mình đun nấu cơm này. Đấy, rồi là đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok. Đấy, hấp đồ ăn các thứ nhá. Lên cho em là cặp lồng điện nhá. Đấy, cặp lồng điện này. Cặp lồng điện giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cái cặp lồng điện như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm. Thì bên shop về số lượng và giá rất tốt cho các bác luôn. Có dòng là 5m, 7m rưỡi và 10 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. Đấy, có 3 dòng cho các bác luôn. Hàng này sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, Japan này. Đó, 7m rưỡi này. Rút ra nó tự hãm này, rút ra tự hãm rất là tiện luôn. Thả nó vào này. Đấy, rất tiện nhá. Đó. Đây. Có dòng là 5m này, đây 5m đây. Đấy. Thì 5m sẽ là 40.000, 7m rưỡi là 50.000 và 10m thì sẽ là 10m thì sẽ là 60.000 các bác nhá. Rồi ok. Các bác lên mã giúp cho em con này nó sẽ là bật lửa tre nhá. Con này thì rất dễ sử dụng thôi. Các bác chỉ cần là trước khi mà muốn lửa nó lên ấy là các bác sạc đầy pin cho em nhá. Sạc đầy pin thì nó là nguyên tắc rồi. Tại vì là nó chạy bằng pin nhá. Đấy, và khi các bác dùng thì các bác chỉ cần là thổi nhẹ vào này thôi. Đấy, các bác chỉ cần thổi hơi vào là nó sẽ lên lửa các bác này. Đấy, còn khi tắt thì các bác chỉ cần đậy nắp vào này là nó sẽ tắt này. Đấy, còn các bác là thổi hơi vào nó sẽ lên lửa nhá. Đây, em thổi lại cho bác xem này. Đấy, các bác chỉ cần thổi nhẹ cái là nó đã lên lửa rồi các bác này. Đấy, lên lửa đỏ chói rồi này. Còn khi tắt thì các bác cứ đậy nắp vào này nó sẽ tắt này. Đậy nắp vào này nó sẽ tắt nhá. Đấy, còn các bác muốn lên lửa thì các bác chỉ cần thổi hơi này. Đấy, thổi hơi này là nó sẽ lên lửa luôn thì rất là tiện. Các bác không cần phải động tay, động chân gì cả, rất là tiện luôn nhá. Đấy, nó sẽ là như một cây tre luôn, hô biến được luôn nhá. Đó, thì lên mã giúp cho em đó là bật lửa tre. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 70.000 cho một cái bật lửa tre như này thôi. Lên cho em là bật lửa tre nhá, nó hình cây tre như này. Hình cây tre như này rất là tiện luôn, thổi này. Đấy, các bác chỉ cần thổi nhẹ vào, đúng là nó sẽ lên lửa đây con này. Đấy, còn khi tắt đi thì các bác cứ đậy nắp vào này là nó sẽ tự nó tắt. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000. Thì các bác có thể dùng để mình hút thuốc lá này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để đeo và móc khóa được luôn. Nó rất là tiện nhá. Đấy, đeo và móc khóa một cái rất là tiện. Và đít sạc thì ở đây. Đấy, nó sẽ có một cái dây đeo như này cho các bác đeo và móc khóa. Rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa tre nhá. Bật lửa tre. Giá thì sẽ là... Đây, nó sẽ có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này. Về nhà mà các bác cắm cái cục sạc điện thoại cho mình thôi. Bật lửa tre. Giá của nó sẽ là 70.000 cái bật lửa tre như này. Đây, em sẽ có cái video đây các bác này. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần hơi thổi nhẹ mà nó lên thôi. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Rất tiện luôn nhá. Đấy, các bác cùng dùng nữa, mình đậy nắp vào cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa la bàn nhá. Đấy. Đồng hồ la bàn. Đấy, cái này thì vừa là đồng hồ, vừa la bàn, vừa là bật lửa luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ la bàn nhá. Đấy, đồng hồ la bàn như này. Đấy, bật lửa la bàn này các bác nhá. Cả bật lửa, cả đồng hồ, cả la bàn luôn. Đây. Con này thì đấy. Về nhà các bác bơm ga vào cho em nhá. Bơm ga vào. Đó. Về nhà các bác bơm ga vào cho em là xong. Đây. Đó, sẽ có cho các bác là một cái đồng hồ này, đồng hồ đang chạy bình thường này. Đó, một cái la bàn này. Đấy, rồi chức năng bật lửa này, bật lửa lên nó sẽ có đèn luôn này. Có tính năng khui bia này. Đấy, khui bia rồi mở nắp chai đầy đủ nhá. Đấy, có dây như này cho các bác này. Con này thì các bác lên cho em đó là bật lửa la bàn nhá. Đấy, bật lửa la bàn. Giá thì sẽ là 120.000. Đấy. 120.000 cho cái bật lửa la bàn như này. Đấy. Bật lửa la bàn nhá. Đó. Bật lửa la bàn. La bàn hoặc là đồng hồ la bàn được, giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xi đánh giày thì nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đó, bên shop có hai màu, màu đen và màu nâu. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đó. Thì đây nó sẽ là một cái lọ xi như này. Giá thì chỉ có 30 cành cho một lọ xi như này thôi. Đấy, 30 cành nhá. Về nhà các bác xoáy này cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái nắp kèm thêm là một cái miếng mút như này, các bác chấm vào cái phần xi này cho em. Đó, sau đó thì mình đánh vào giày của mình. Đấy, cái này thì tiện dụng này. Đấy, bóng đẹp này. Nói chung là dùng con này thì rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 30.000 thôi. Nên mã giúp cho em là xi đánh giày nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một hũ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm, đó là cái con dao các bác này. Đấy đây. Nó sẽ là một con dao như này. Đấy, một con dao như này rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ. Con này thì đợt này về cho các bác giá tốt luôn, chỉ còn 120
20.000 cho một con dao vân gỗ như này thôi, 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng made in Japan nhá, hàng made in Japan này. Khâu đầu khâu đuôi rất là đẹp các bạn này. Đây, hàng thì siêu bén luôn các bạn này. Đấy. Dao thì độ bén này khỏi phải bàn này các bạn này. Đấy. Độ bén này khỏi phải bàn rồi. Rất bén các bạn nhá. Đấy, rất bén luôn các bạn theo. Đấy, rất là bén luôn. Thì con này dùng nó rất là tiện ích các bạn nhá. Đó, đây các bạn này. Rất bén luôn các bạn theo, rất bén luôn. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ giá sẽ là 120k. Đó. Lên mã giúp cho em là dao vân gỗ 120.000. Đấy, dao vân gỗ này. Dao vân gỗ, dao vân gỗ. Giá sẽ là 120k cho cái dao vân gỗ như này. 120.000 cho con dao vân gỗ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy sấy giày các bác nhá, máy sấy giày. Con này thì giá sẽ là 100 cái máy sấy giày thì bao nhiêu nhỉ? 195.000 cho cái máy sấy giày như này các bác nhá. Đấy. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 như này. Các bác chụp giày vào đây hoặc là mũ nón hoặc là các cái đồ mà nó ấy, còn khi cái công tác này là nó có sẽ có cho các bác là 30 phút và 90 phút nhá. Đấy, 30 phút 90 phút như này. Và nó sẽ có dơ le nó tự ngắt cho các bác luôn, rất là tiện. 195k trong con máy sấy giày như này các bác này. Đây. Đấy, công suất của nó sẽ là 50Hz này, 220V nhá. Đấy, 220V. Rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Có cho các bác là 30 phút, 60 phút, 90 phút và 120 phút. Các bác nâng cái này lên, xỏ giày, xỏ dép vào đây. Đấy, sau đó thì mình bật lên là xong. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày. Giá sẽ là, lên cho em là máy sấy giày nhá. Đó, máy sấy giày này. Máy sấy giày giá sẽ là 195k. 195k cho con máy sấy giày như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là cưa dây nhá. Cái này thì các bác dùng để mình cưa ống nước rồi nói chung là cưa đa di năng được hết này. Đấy. Giá chỉ có 30k thôi. Đấy, khi các bác dở ra thì nó khá là dài luôn. Đặc biệt là bác nào làm thợ điện nước này hoặc cưa cây cưa cối cũng đều ok hết. Đấy, nó sẽ là như này. Thì các bác lên cho em là cưa dây xích nhá, cưa dây xích này. Đấy, nó sẽ là hàng dây xích như này. Chiều dài của nó vào khoảng 50 cm thì các bác dùng để cưa nó rất là tiện. Đây. Đấy, lên cho em là cưa dây xích. Giá sẽ là 30.000. 30.000 cho một cái cưa dây xích như này, rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, ví dụ như là các cái ống nước như này mà các bác muốn cưa bằng những cái cưa truyền thống thì rất là khó cưa. Nhưng mà các bác đưa cái này và các bác giật cho em, rất là tiện ích luôn, bác thấy không? Đó. Sau đó thì mình nối vào cho em, rất tiện này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Chỉ có cho các bác là 30k cho một cái cưa dây xích thôi. Đây mã giúp cho em đó là cưa dây xích nhá. Đấy, máy móc các thứ không vào được nhưng mà các bác có thể cưa rất là tiện luôn. Đây nó có thể cưa được cả cây luôn các bác này. Đấy. Cưa cả cây. Đấy, rất là tiện luôn nào. Đặc biệt là anh em thợ điện nước này, rất tiện ích luôn nhá. Đó, thấy chưa? Đấy, cây gỗ khô nó cũng cưa được hết luôn. Rất tiện ích, giá thì chỉ có 30.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con cóc gạt tàn nhá. Con cóc gạt tàn giá thì sẽ là, cái con cóc này là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 190.000 cho một con cóc gà tàn như này nhá, 190k. Đó, đây nó sẽ là một con cóc rất là đẹp luôn các bác này. Đó, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá. Đấy, trên đầu của nó thì sẽ có ngậm một đồng tiền như này, có đính một cái viên ngọc màu hồng này. Đó, rất đẹp luôn. Đế thì có lót cao su này, rất chắc chắn nhá các bác nhá. Đó. Chất liệu thì bằng hợp kim mạ đồng. Các bác có thể dùng để đề co trang trí này, dùng để gạt tàn thuốc này hoặc là trưng bày cũng rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 190.000 cho con cóc gà tàn như này nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là cái con voi gà tàn nhá, con voi gà tàn. Giá thì cũng là 190.000 cho một em voi gà tàn như này. 190.000 các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì đều là bằng hợp kim mạ đồng hết, dày dẫn chắc chắn. Đấy, giá sẽ là 190k nhá. Đấy, 190.000 cho em voi như này. Đấy, voi cóc đều là 190.000 hết nhá. Chất liệu bằng hợp kim mạ đồng các bác này. Đấy, rất chắc chắn luôn các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chuyên đồng nhá. Đấy. Cái bộ này thì nó sẽ là một cái bộ các bác lên đã giúp cho em đó là bộ chuyên chén hoàng gia nhá. Đấy. Bộ chuyên chén hoàng gia, đây nó sẽ là một cái bộ chuyên chén cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua về để mình vừa sử dụng vừa trưng bày luôn, rất là đẹp nhá. Cái bộ hoàng gia này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bộ chuyên chén hoàng gia nhá. Giá sẽ là 700.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên rất là to luôn. Đây, một chuyên rất là to này. Sẽ có cho các bác là 6 cái chén luôn các nhá. Đấy, một chuyên 6 chén và có cho các bác là một cái khay, một cái đĩa như này. Đó. Một chuyên 6 chén và có bộ sản phẩm này cho các bác luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 700.000 nhá. 700.000 một bộ này. Và bên em bao ship cho các bác luôn. Đấy. Chất liệu thì là bằng đồng nhá. Chất liệu bằng đồng. Đó.
chất liệu bằng đồng cho các bác. Bộ này các bác dùng thì miễn chê rồi, miễn chê các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn, quá theo đó, rất là đẹp nhá, sắc nét các bác nhá. Mình có thể mua để về mình uống trà, uống rượu này, hoặc là các bác dùng để trưng bày, rất là đẹp đó, trưng bày này. Đấy, các bác trưng bày trong tủ nha, rất là đẹp nhá. Đấy, gia đình có công có việc thì các bác mang ra mình sử dụng này. Đấy, các bác dùng để mình đựng rượu mình nhậu cũng được. Đấy, các bác châm rượu vào đây này. Đấy, có 5 7 anh em, 6 anh em đến nhậu các bác rót vào đây chưa, rất là tiện luôn đó. Chất liệu thì bằng đồng nhá, rất là dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 700.000 nhá, 700.000. Lên cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá. Bộ chuyên hoàng gia. Giá sẽ là 170k cho một cái bộ chuyên hoàng gia như này. Đấy. Lên cho em là bộ chuyên hoàng gia này, bộ chuyên hoàng gia nhá. Đấy, bộ chuyên hoàng gia. Hoàng gia, giá sẽ là một bộ như này sẽ là 700.000 nhá. 700.000 cho cái bộ chuyên hoàng gia như này. Đấy, 700k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái bộ nó nhỏ hơn một chút. Đấy, thì bộ này của nó thì giá thì chỉ có cho các bác là 400.000 thôi. Cái bộ chuyên chén đồng này là 400 à? Bộ chuyên chén đồng ấy. Bộ này thì sẽ là 400.000 nhá. Bộ này thì nó sẽ là một chuyên nhá. Đấy, một chuyên 6 chén và một đĩa như này. Đấy, một chuyên 6 chén một đĩa như này. Giá thì sẽ là 400.000 các bạn. Đấy, 400.000. Nó sẽ đầy đủ cho các bác luôn, bao gồm cho các bác là chuyên. Đấy, một chuyên 6 chén này. Đấy, một chuyên 6 chén như này. Cái chuyên này của nó thì đợt này về nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng nhá. Hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đồng nhá, chất liệu bằng đồng như này. Đấy, bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 400.000, 400.000 cho mỗi cái bộ chuyên chén đồng như này. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, giá sẽ là 400k. Đó. Cái chuyên này thì nó sẽ là vừa trong lòng bàn tay như này thôi. Đấy, vừa trong lòng bàn tay như này. Nhỏ xinh, các bác uống trà từ 3 đến 6 người là ok nhá, từ 3 đến 6 người là ok. Đấy, hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Các bác có thể mua để decor trang trí này hoặc sử dụng này. Đây. Đấy, đây là cái đĩa của nó nhá. Đấy, cái đĩa của nó hình rồng phượng rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng. Bộ này thì sẽ là 400.000. Đấy, bộ chuyên chén đồng này. Bộ chuyên chén đồng. Chuyên này, chén này, đồng nhá, giá sẽ là 400k. 400k cho cái bộ chuyên chén đồng thôi nhá. Tiếp theo thì nãy bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái tất chân nhá. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là dòng tất hộp như này. Tất hộp này thì một vỉ của nó sẽ là 5 đôi nhá, một vỉ là 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 85.000 nhá. 85.000 cho một vỉ 5 đôi như này. Đấy, cái này thì bên em có màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Đấy, màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 85.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi. Hàng của thương hiệu Nai của Nhật nhá. Đấy, 85.000 cho một vỉ 5 đôi như này. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá. Đấy, lên cho em là tất hộp 5 này. Tất đựng trong hộp và nó là dòng 5 đôi nhá. Lên em tất hộp 5. Giá sẽ là 85k nhá. Có màu đen và màu ghi nhá. Tiếp theo thì tất vỉ 10 đôi nhá. Tất vỉ 10 đôi thì sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Đó, màu trắng và màu đen như này. Đấy, cái này thì nó sẽ ngắn cổ hơn một chút nhá. Đấy, nhưng mà dòng này của nó là 10 đôi các bác. Dòng này là 10 đôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này thôi. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Hàng rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Rất dày dẫn chắc chắn và đẹp nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy, cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Bao gồm cho các bác là 10 đôi luôn. Tha hồ mình thoải mái đi. Hàng của thương hiệu Nai của Nhật nhá. Đấy. Tỷ lệ cốt tông của nó là lên tới 85% luôn. Chống hôi chân, chống nấm mốc rồi, nói chung là các bác đi thì nó rất là thoáng và bí không bí quá nhá. Đấy. Lên cho em là tất vỉ nhá. Tất vỉ này. Đấy, lên cho em là tất vỉ này. Đấy. Tất vỉ 10 nhá. Tất vỉ 10. Giá sẽ là 90k nhá. 90k cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Có màu đen và màu trắng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM. Các bác lên cho em là điện thoại 2 SIM hàng của thương hiệu Nokia. Đó. Điện thoại 2 SIM của Nokia. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Giá rất là tốt luôn. Đấy, một con điện thoại 2 SIM Nokia như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 nhá. 230.000 cho một cái điện thoại 2 SIM này thôi các bác nhá. Bao SIM tại nhà cho các bác luôn. Đó. 230k. Ở đây thì các bác sẽ có cho em là một điện thoại này, một đốc sạc và một viên pin như này. Hàng của thương hiệu Nokia chính hãng luôn nhá. Nokia chính hãng. Con này thì sẽ có cho các bác là 2 SIM, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một con điện thoại 2 SIM như này. Giá sẽ là 230.000 nhá. Điện thoại 2 SIM giá sẽ là 230k.
Đó, 230.000 thì con điện thoại hai sim như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn các bác lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhé. Con này sẽ là 130.000. 130.000 cho con đèn đeo đầu wifi như này. Có kèm cho các bác một cáp sạc. Và ở đây thì con này nó sẽ có cho các bác là cái chân sạc ra cho điện thoại luôn và có cảm biến nhá. Có cảm biến các bác này. Đấy. Có cái mắt cảm biến như này. Các bác gạt qua nó sáng, gạt qua nó tắt, rất là tiện ích và có điều chỉnh zoom như này nhá. Pha của nó cũng khá là rọi luôn, pha rất là rọi các bác này. Thì rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Lên mã cho em là đèn wifi. Hàng này thì hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đây. Đấy, made in Germany này. Đó, made in Germany. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Giá siêu rẻ luôn cho một con đèn như này, có cảm biến cái thứ đàng hoàng, pha rọi ngon lành. Lên tiền là đèn wifi, giá sẽ là 130k. Đèn wifi 130.000 nhá, 130k thôi. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì em lại tiếp tục cập nhật các mã hàng để lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là hàng gửi đến các bác không nhận hàng các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Bên em bán hàng rất là dễ dãi thôi. Đấy, còn nếu mà các bác mua dưới 200 thì hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Đó, mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bát úp mì nhá, bát úp mì. Con này thì cái dung tích của nó chắc là vào khoảng là nửa lít nhá, vào khoảng nửa lít. Đấy, nửa lít trên nửa lít một chút, cũng rất là to luôn, sâu lòng các bác này. Đấy, to sâu lòng. Đấy, lô này về hàng to hơn, dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi, 50k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bát úp mì nhá, bát úp mì này, đó. Bát úp mì. Giá sẽ là 50k cho một em như này nhá. 50.000 cho một cái em bát úp mì như này, rất đẹp này, dày dẫn chắc chắn này. Có qua như này các bác cầm không nóng này. Nắp này của nó đậy rất là khít luôn. Ngoài úp mì, pha mì thì các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín để vào trong tủ lạnh đậy nắp lại rất ngon luôn nhá. 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu túi da bò nhá. Túi da bò thì bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu, túi vuông, túi hông và túi chéo này, túi vuông, túi hông, túi chéo. Những cái dòng này thì em lên video rất là nhiều rồi thì em giới thiệu qua thôi. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên, các bác có thể dùng để mình sử dụng rất là ok luôn nhá. Cái này em bảo hành cho các bác luôn, các bác đốt thoải mái nhá, đốt thoải mái cho em. Đấy, về nhà các bác cứ lấy bật lửa đốt vào cái chỗ không có chỉ khâu là được nhá. Đấy, bao đốt cho các bác luôn. Đây, chất liệu 100% da bò tự nhiên này các bác này. Đấy, da bò tự nhiên là nó cắt nguyên miếng này các bác này. Đấy, và cái này thì giá rất là tốt cho bác luôn. Thì bên shop về nó sẽ có là mẫu túi vuông này. Đấy, túi hông này và túi chéo này. Đấy, túi vuông, túi hông, túi chéo. Đó. Túi hông thì nó sẽ có là màu đen và màu xanh. Màu đen và màu xanh này. Đấy, túi hông thì sẽ là màu đen và màu xanh. Cái túi hông này thì giá của nó sẽ là túi hông là 130.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là túi hông nhá. Đấy. Túi hông sẽ là 130k nhá, 130k cho cái mẫu túi đeo hông như này nhá. 130.000 và sẽ có cho các bác là hai màu này, mũi tấu đeo, túi đeo hông như này. Tiếp theo là túi chéo sẽ là 140.000 nhá. Túi chéo này, cái này để các bác đeo chéo nhá. Đấy, lên cho em là túi chéo nhá. Đấy. Túi chéo, giá sẽ là 140k nhá. Đó. Và tiếp theo nữa là sẽ là một cái mẫu túi vuông như này nhá. Gọi là vuông thôi nhưng mà nó sẽ cao là 25 và rộng là 20. Và cái chiều này của nó thì khi mà mở căng này thì nó vào khoảng là từ 8 đến 10 phân nhá. Đấy, lên cho em là túi vuông nhá. Túi vuông này, đấy, túi vuông. Giá của nó sẽ là 180k cho mẫu túi vuông nhá. 180.000 cho mẫu túi vuông này. Đấy, túi hông, túi chéo, túi vuông. Đó, ba cái mẫu túi như vậy, chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. 100% da bò tự nhiên. Hàng máy cực kỳ là kỹ luôn, hàng này sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. 100% là da bò tự nhiên các bác này. Đấy, da bò tự nhiên hết này. Đấy, rất là đã luôn các nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, dùng cực kỳ là đã luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái em phích đun sôi nhá. Dung tích thì nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. Phích đun sôi, dung tích là 3 lít cả vỏ. Đây nó sẽ là một con phích như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Cúc Cù nhá, Cúc Cù của Hàn Quốc này. Đấy. Hai cách nhiệt này. Đấy, hai cách nhiệt độ luôn cho các bác luôn. Đó. Giữ nóng giữ lạnh cho các bác cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Cúc Cù nhá, hàng thương hiệu Cúc Cù. Đây. Rất chất lượng cho bác luôn, giá chỉ có 180.000 thôi. Đây. Đấy, con này giữ nhiệt của nó là lên tới 24 giờ luôn các bác này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy nắp này ra này. Đấy. Các bác cho nước vào đây cho em, sau đó thì đặt vào đây. Đấy, và nó sẽ tự sôi nhá. Đấy, nó sẽ tự sôi cho các bác luôn. Khi sôi xong rồi thì nó sẽ ngắt nhá. Nhiệt độ thì nó luôn giữ cho các bác là vào khoảng là 70 độ C.
Đấy, 70 độ C và khi các bác dùng thì các bác lại đặt vào là nó lại nóng. Thì các bác nếu các bác để liên tục thì nó sẽ là luôn luôn giữ cho bác là từ 90-100 độ C. Đấy, rất là tiện này. Khi nào rót thì mình rót ra thôi. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ đây. Đấy, 220V này, 50Hz này, 1300W và 3 lít nhá. Đấy, lên mã giúp cho anh em đó là fix đun sôi nhá, 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, fix đun sôi này, lên cho em là fix đun sôi. Fix đun sôi này, 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ. Cả vỏ nhá, giá sẽ là 180 cành thôi. 180.000 thì cứ fix đun sôi 3 lít cả vỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một túi như này này, một hộp là một túi như này. Giá sẽ là 30.000, một túi này của nó thì nó sẽ là vào là 80g nhá, 80g cho một túi như này. Hàng đấy nó sẽ là hàng của Thái Lan nhá. Hàng của Thái Lan các bạn. Đấy, Thái Lan này các bạn này. Hàng nội địa của Thái Lan. Đấy, hàng này thì thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan và toàn thế giới luôn. Đó, con này thì các bác chuyên các loại chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng nhá. Đấy, đều là bị tiêu diệt cả nhá. Ưu điểm của con này là nó sẽ thu hút cả đàn đến ăn luôn, một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, lên xem là kẹo chuột nhá, kẹo chuột. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một hộp như này thôi. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Hàng của Thái Lan cực kỳ chất lượng luôn, bán thị phần số 1 Thái Lan. Dùng thì cực kỳ là an toàn quá nhá. Đấy, các bác rất là nên dùng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao của Đức nhá, dao Đức đây. Đấy, con này là dao chặt Đức, cân nặng của nó thì khoảng 4-5 lạng. Đấy, khoảng 4-5 lạng. Con này thì cũng khá là bén luôn. Các bác dùng để mình chặt gà, chặt vịt, chặt xương đều ok hết nhá. Đấy, khoảng từ 4-5 lạng. Đấy. Con này thì nó vào khoảng là 4 lạng nhá, vào khoảng 4 lạng. Con này các bác dùng để thái băm chặt rất là ok. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi các bác nhá. 150.000 thôi, để em test thử dọc giấy cho các bác xem như nào nhá. Ui giời. Rất bén luôn các bác này. Đấy, rất là bén luôn. Dao chặt mà như dao thái như này, sắc bén như này là các bác dùng yên tâm rồi các bác. Đấy, thấy chưa? Đó. Hàng thì của thương hiệu Winling hay người của Đức này, Made in Germany nhá. Đó đây. Made in Germany các bác thấy chưa? Đó, chữ khắc chìm luôn. Rất đẹp, rất chắc chắn nhá. Có móc treo này, có cả cái này để các bác dằn thịt, gõ xương, gõ xiếc đều ok hết nhá. Chiều dài thì vào khoảng là gần 30cm. Đấy, bản này của nó thì vào khoảng là 9-10cm nhá. Đó. Một con dao như này rất chất lượng như này nhá. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức. Giá chỉ có 150.000 thôi. Thép của nó sẽ là thép trắng không gỉ nhá. Đấy, thép trắng không gỉ. Thì con này dùng cực kỳ là sạch sẽ và vệ sinh luôn. Chặt gà, chặt vịt rất là ok nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức, giá sẽ là dao chặt Đức này. Đó. Dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức 150.000, 150k, nặng khoảng 4 lạng nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ máy rửa xe nhá, máy rửa xe. Đó thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hệ thống dây dài thì khoảng từ 3-5 mét này. Đấy, đầu vòi xịt này. Đấy, rồi xịt tuyết này, xịt tuyết này, rồi thân máy này, cáp sạc này và pin này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, lắp vào cho em là xong này. Đấy, dùng rất là ngon luôn các bác. Đấy, các bác chỉ cần kết nối vào cho em là xong. Máy rửa xe chạy pin nhá. Đấy, combo cho bác là một thân máy này, một cục pin này. Đấy, một cái đầu vòi xịt tuyết này. Đấy, một đầu vòi xịt tuyết như này, một cáp sạc này và một cái bộ dây nguồn các thứ nhá, bộ dây nguồn các thứ luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 300.000 tròn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là máy rửa xe pin nhá, máy rửa xe pin 300k thôi. Đấy, 300.000 cho con máy rửa xe pin như này. Con này thì rất tiện ích luôn. Đó, lên cho em là máy rửa xe pin này, máy rửa xe này, rửa xe chạy bằng pin nhá. Giá sẽ là 300k nhá, 300.000 và bao ship luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo cành cam nhá, kéo cành cam. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang lên là kéo cành cam rồi, thì các bác cứ lên cho em là kéo cành cam thôi. Đó, hàng made in Japan này, thép SK5 không gỉ này. Made in Japan nhá, thép SK5 này, có lò xo này. Đấy, con này cắt cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Chuyên để các bác cắt cây, cắt cành, rồi nói chung là tỉa răm, tỉa riếc đều ok hết nhá. Cắt rất là ngon luôn. Một con kéo cắt cành như này có cái khuy này nhá. Đây, cái khuy này các bác đẩy vào đây cho em này. Đó, rất là ngon. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Giá thì chỉ có 80k cho một con kéo cành cam như này thôi. 80.000 nhá. Hàng nội địa của Nhật nhá. Made in Japan cho bác luôn. Đấy, lên cho em là kéo cành cam nhá. Kéo cành cam này, đó, kéo cành cam. Kéo cành cam giá sẽ là 80k cho một chiếc nhá. 80.000 cho cái kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khoan mini nhá, khoan mini. Đấy, con này thì nó dùng bằng pin. Đấy, dùng bằng pin.
Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một đầu khoan như này nhá, một đầu khoan như này các bác này. Đấy, và cái này thì có đảo chiều nhá, có đảo chiều. Và các bác có thể là ấn cái lẫy này để mình xoay sang theo kiểu là thẳng như này được các bác này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy thì các bác chỉ cần đưa vít vào là mình sử dụng thôi. Xoáy rất là ngon luôn các bác này. Đấy, rất là ngon luôn. Đây em sẽ xoáy thử cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, đây là cái ốc này các bác này. Đấy, đây là xoáy vào này. Đấy. Xoáy vào nhá. Xoáy ra thì mình lại đảo chiều nó sẽ xoáy ra các bác này. Đấy. Rất là ngon luôn các bác nhá. Đấy. Đấy thì các bác ấn cái đảo chiều này là ấn đúng cho em nhá. Đấy, xoáy ra này con này. Xoáy ra. Đấy, xoáy vào nhá. Đấy. Rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Máy chạy rất là khỏe luôn. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đấy, các bác có thể nhấn cái lẫy này, nhấn cái lẫy này để mình xoay ra đây. Đấy. Và cái này thì nó có rất là nhiều chức năng luôn. Đấy. Có cả đầu mũi khoan này, cáp sạc này, rồi có cả 30 cái đầu mũi vít như này. To nhỏ lớn bé lục giác hoa thị đầy đủ cho các bác luôn. Nói chung là con này thì nên mua. Cái bộ này cực kỳ là hữu ích và rất là tiện. Có đầu lục giác, đầu ba khe này. Đấy, rồi có cả cái tay lắc như này nhá. Có cả tay lắc như này các bác này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Có cả tay lắc như này và có cả đầu lục giác luôn, có cáp sạc đi kèm này các bác này. Đấy, rất là ngon lành như này. Giá thì chỉ có 180 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy khoan pin nhá. Đấy, máy khoan pin nhá. Máy khoan pin này, đó, 180k. 180k cho con máy khoan pin như này nhá, 180.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái mẫu nhỏ hơn, đó là cái mẫu máy vít nhá, máy vít như này. Thì cái này nó sẽ là bao gồm một thân máy này, một thân máy, một cáp sạc và có cho các bác là kèm là hai đầu mũi vít như này nhá, có kèm hai đầu mũi vít, một dẹt một tròn. Đây, một dẹt một mũi như này, một dẹt một mũi như này. Đấy, cũng kèm cho các bác hai đầu vít, chỉ cần lắp vào đây như là xong. Đấy. Con này thì cũng có xoáy ra xoáy vào nhá, rất là tiện luôn. Đó. Xoáy ra xoáy vào. Đấy, nó có đảo chiều ra vào. Đây các bác nhá. Đây. Xoáy ra các bác này. Xoáy ra thì mình ấn cái mũi tên đi lên này. Đấy. Xoáy vào các bác này. Đấy thì cũng rất là tiện luôn. Đấy thì có xoáy ra xoáy vào như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120.000 thôi nhá. Đấy, 120.000 thôi. Đây mã giúp cho em là máy vít nhá. Máy vít này. Máy vít giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con máy vít như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm một cái mã đó là cái mã cân nhá. Đấy, cân sức khỏe thì bên shop về thêm một cái mã cân sức khỏe này thì nó sẽ là các bác lên cho em là cân sức khỏe VIP nhá. Con này thì có kết nối cả, các bác có thể về tải cái ứng dụng này về này để kết nối là cân nặng này rồi tỷ lệ các cái chỉ số nó sẽ nảy trên cái cân này hết luôn. Đó. Thì đây nó sẽ là một cái dòng cao cấp cho các bác luôn. Có kèm sẵn pin nhá, có kèm pin như này. Về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Con này thì nó đắt hơn cái cân sức khỏe thường là 30.000. Thì con này nó sẽ là 130.000 các bạn. Đấy. Thì các bác lên cho em là cân sức khỏe VIP. Đấy, cân sức khỏe VIP. Con này thì hàng này rất là cao cấp cho các bác luôn. Đó, đây các bác chỉ cần là lắp vào cho em này, lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đó. Và nó có cái ứng dụng về nhà, các bác tải cái ứng dụng về sau đó thì các bác cài đặt vào cho em để mình đo chỉ số, các cái chỉ số cơ bản này. Đấy, 180 cân nhá. Đấy, cân mắc của nó lên tới 180 cân. Đấy. Đo các cái chỉ số ở đây này, kết nối vào Bluetooth này. Đấy, rồi đo các cái chỉ số ở đây nhá. Đó, thì cơ bản là như vậy. Thì về nhà các bác tự kết nối mình làm. Còn em chỉ giới thiệu qua thôi. Cái này thì em cũng không có chuyên sâu, em không có giới thiệu kỹ. Đấy, đây thì nó sẽ có báo số này, cập nhật nhiệt độ, độ ẩm cho các bác này. Đây, đấy em sẽ cân thử luôn nhá. Đấy, em bây giờ hiện tại đang là 66,7kg. Đấy, nhiệt độ miền Bắc hôm nay rất lạnh các bác này, 14 độ C này. Đấy, 14 độ C cho bác luôn. Đó, cân thì sẽ có nhớ số luôn nhá. Đấy thì về nhà các bác có thể là mình kết nối vào điện thoại. Đấy, qua chức năng Bluetooth này. Đấy, Bluetooth các thứ này. Để mình đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi nói chung là đa di năng ở đây luôn. Đấy, tỷ lệ cân nặng, máu mỡ các thứ đấy. Thì cái này em chỉ giới thiệu qua thôi. Về nhà các bác kết nối và mình sử dụng nhá. Đấy, em chỉ giới thiệu qua thôi. Còn chức năng cơ bản thì vẫn là cân thông thường. Thì các bác cứ nhảy lên cân là nó cân thôi. Đấy, thì các bác lên cho em là cân sức khỏe VIP. Đấy, cân sức khỏe VIP. Giá sẽ là 130.000. Đó, cân sức khỏe này. Cân sức khỏe VIP nhá. Dòng này nó VIP hơn một chút nên gọi là cân sức khỏe VIP, 130k. Còn bên shop vẫn có cái cân thường là 100.000 các bác nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop em lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các cái mã hàng mới bên em về rất là nhiều nhá. Thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác này. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là một cái mã, một cái phễu qua nhá. Đấy. Các bác lên cho em là phễu rót dầu nhá. Đấy, phễu rót dầu như này. Đấy, một cái phễu bằng inox rất là đẹp luôn. Con này thì miễn chê luôn các bạn, bằng inox nó khá là dày dẫn chắc chắn nhá.
khá dày dẫn, dày lắm các, dày chắc chắn này. Đấy, hàng Su 304 của Nhật này. Cái này thì các bác có thể dùng để rót dầu, rót xăng này, dầu ăn, dầu yếc, rồi nói chung là mình làm cái gì cũng được. Đấy, nó là một cái phễu như này. Đấy, các bác lên cho em là các bác lên cho em là phễu nhá. Giá thì sẽ là 70k. Đó, lên cho em là phễu này. Đó, phễu. Giá sẽ là 70k nhá. 70k cho một cái phễu như này. Đấy, 70.000 cho một cái phễu như này các bác này. Đấy, hàng inox 304 nội địa của Nhật. Rất dày chắn chắc chắn, đường kính của nó thì vào khoảng trên 10cm nhá. Đấy, nó sẽ có cái đít như này mà có quai cầm như này. Các bác có thể dùng để rót dầu ăn, để rót thực phẩm, cái thứ ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái bật lửa đây. Đấy, thì các bác lên cho em là bật lửa móc khóa nhé. Con này thì nó sẽ là dòng bật lửa móc khóa như này. Đấy, và nó sẽ là dòng sạc pin nhé. Dòng sạc pin thì nó rất là tiện luôn. Đây các bác này. Đấy, đây là cái nắp của nó, các bác có thể xoáy ra này. Đấy, xoáy ra. Và đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là cái phần bật lửa như này. Đây, đây là một cái đầu bật lửa đây. Đấy, để em sẽ test cho các bác xem luôn. Hello, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi. Đấy, ví dụ như cái nồi lẩu 2 tầng này thì bên shop gửi tới các bác cái giá là 230.000, đã bao gồm phí ship cho các bác luôn, 230.000. À, đây nó sẽ có 2 tầng như này. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng cho các bác là, đây là một con nồi lẩu 2 tầng rất là tiện dụng. Và đây thì sẽ có cho các bác là đây. Đấy. 28cm nhá, điện 220V này, công suất là 1000W này. Đấy, rất là tiện luôn. Đây, thông số của nó này, 50Hz này. Đấy, công suất 1000W nhá. Có tráng đá chống dính nhá. Cái này các bác có thể dùng để rán này, chiên này, xào nấu này. Đấy, hoặc là hấp này, hoặc ăn lẩu này. Đấy, thì đây nó sẽ rất là tiện như này. Đấy, các bác có thể dùng để hấp này, hấp xôi này, rồi là hấp gà, hấp vịt này, hoặc là dùng trực tiếp này để chiên rán xào nấu này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác một cái cáp như này, một cái cáp như này nữa nhá. Đó. Combo cho các bác này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là điều chỉnh số ở đây nhá, số 1, số 2, số 3 này. Đấy. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Dòng này thì nó rất là tiện, cắm điện có đèn báo sẵn luôn. Vùng thì bằng kính cường lực như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Các bác lên cho em là nồi lẩu 2 tầng nhá. Nồi lẩu 2 tầng này. Nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho cái lẩu 2 tầng. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp theo thì em lên cho bác cái nồi lẩu Osaka. Đấy. Con này thì dung tích của nó sẽ lớn hơn một chút này. Đấy. Đây, dung tích là 3,5 lít này, điện áp 220V, tần số 50Hz và 1360W nhá. 1360W. Đấy, một con nồi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì nó cũng là dòng đa di năng nhá. Đấy. Công suất của nó rất là khỏe luôn. Con này các bác dùng để chiên rán xào nấu cũng đều ok hết cho anh em nhá. Chiên rán xào nấu đều ok hết. Đấy. Combo khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là bao gồm là một cáp này, một cáp có điều chỉnh tăng giảm này. Đấy. Và đây là cái đai để các bác bắt vào cái vung này. Đây cái đai bắt vào cái vung này cho em này. Đó. Và đây là cái nồi các bác này. Đây là cái nồi của nó đây. Đấy, nồi của nó đây. Đấy. Con này thì có dập vân chống dính nhá, dập vân chống dính. Hàng rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, siêu dày dẫn chắc chắn và có quai B như này. Thì các bác B này nó không sợ bị nóng này, không sợ bị nóng này, rất là tiện luôn. Đó, và cắm điện vào đây cho em. Và đây thì nó sẽ có cái cục nguồn này, là nó sẽ có cái chiết áp để điều chỉnh này, có chiết áp điều chỉnh như này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ nồi lẩu Osaka như này nhá. Đấy, một cái nồi lẩu Osaka tuyệt vời ông mặt trời như này. Giá chỉ có cho các bác là 390.000 thôi. Đấy, 390.000. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka nhá. Đấy. Nồi lẩu Osaka này, nồi lẩu Osaka. Đấy, giá sẽ là 390k nhá. 390.000 cho cái nồi lẩu Osaka nhá. Đấy. Các bác lên đúng tên chưa? Là nồi lẩu Osaka. Giá sẽ là 390.000. Đây, Osaka này, 390.000 các bác. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và hàng thì rất hợp lý rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là cái bếp nướng nhá, bếp nướng. Đây nó sẽ làm con bếp nướng như này. 350.000 trong con bếp nướng này thôi. Con này rất là tiện này. Các bác dùng để mình là sản xuất chế biến đồ nướng các thứ, nó rất là tiện các bạn. Chế biến đồ nướng đồ niếc là tiện lắm. Đấy, các bác dùng để mình chế biến đồ nướng này. Đây cái này thì có tráng đá chống dính này và có cái ngăn này nó chảy ra đây, thì các bác chiên nướng thịt dầu mỡ thì nó sẽ chảy ra cái này, hứng cái bát vào là xong. Đó, và có dây nguồn, có công tắc chiết áp nhá. Đây, sử dụng điện 220V này, 50Hz này. Công suất của nó là 1500W nhá, 1500W. Nói chung con này rất là tiện đấy, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. Đấy, các bác lên cho là bếp nướng nhá, bếp nướng. Giá sẽ là 350.000. Lên cho là bếp nướng này, đó.
bếp nướng, giá sẽ là 350k và bao sim tận nhà cho bác luôn, 350.000 cho một con bếp nướng như này, rất đẹp, rất tuyệt vời, hàng có bảo hành cho bác luôn, bảo hành các bác yên tâm sử dụng nhá, 350.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái bình tông nhá. Đấy, bình tông thì con này dung tích của nó sẽ là dòng 2 lít các bạn. Đấy, dung tích của nó là 2 lít. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga. Đây, CCCP này. Đó. Dung tích là 2 lít, tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. 130.000 nhá. Ở đây con này nó sẽ có nắp có gioăng này và nắp thì nó đai sẵn ở đây luôn là chống mất này. Các bác thấy không? Sáng bóng luôn, soi gương được luôn các bác này. Đấy, rất là sáng bóng soi gương được luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông. Giá sẽ là 130.000 cho một con bình tông như này. Đấy, cái này thì các bác nên mua, mình sử dụng thì nó vừa tiện ích, các bác có thể 2 lít luôn, bình tông 2 lít nhá. Các bác có thể dùng để mình đựng bia, đựng nước ngọt rồi đựng rượu, đi nhậu, đi nhiếc, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn cho anh em các bác một cái bao da như này nữa này. Đấy. Có sẵn cho anh em các bác một con bao da như này luôn. Đấy. Đây. Các bác kéo cái quai này ra cho em. Có sẵn cái bao da như này. Có sẵn cái bao da như này để các bác sử dụng này. Đấy, mình đeo vào rất là tiện luôn nhá. Bao da này nó cũng có đai, có ấy hết này. Đấy, em đang để cái mút này nó khó cho vào. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông giá sẽ là bình tông này, đó. Bình tông giá sẽ là 130k thì cái bình tông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tẩy xanh. Cái này thì chuyên dùng để mình tẩy xoong nồi rồi vành bánh ô tô rồi vỏ ô tô nhá. Đấy, giúp cho các bác là làm sạch tẩy trắng nhá. Đấy, hàng thì rất là cao cấp cho các bác luôn. Giá sẽ là 25k nhé. 25k cho một cái tẩy xanh như này, chuyên để tẩy xoong nồi bát đĩa vành bánh ô tô. 25.000 cho một hũ. Đây các bác nhá. Đấy, sản phẩm dùng test thực tế luôn các bác này. Đấy. Một cái xoong rất là bẩn này, các bác đưa vào đánh đi cho em này. Đấy, sáng bóng luôn cái chảo này. Đó, đánh đi này. Thấy các bác thấy chưa? Đó. Bếp này. Sáng bóng luôn nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh thôi, 25k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mẫu bơm xe nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con bơm 2T như này. Đấy, một con bơm 2T như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 và bao ship đi tận nhà cho các bác luôn. 230 cành cho một con bơm 2T và bao ship nhá. Khung xương của nó thì được sơn tĩnh điện rất là chắc chắn này. Đấy, và thân bơm thì xi lanh thì được làm bằng inox sáng bóng này. Đấy, khung xương sơn tĩnh điện, khung xương cực kỳ chắc chắn luôn. Con này là 2T, giá sẽ là 230.000, bơm 2T nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bơm 2T này. Bơm 2T. Bơm 2T xạ 230k nhá. 230.000 thì con bơm 2T như này. Ngoài ra thì bên shop, con này thì có đồng hồ báo nhá và cân tổng được là 10 kg nhá, 10 kg hơi. Đấy, bơm ô tô xe máy thoải mái luôn. Đấy, ngoài ra thì sẽ có cho các bác là con bơm 1T này. Đấy, con 1T. Con 1T này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho các em bơm 1T như này nhá, 100k. Dây này của nó thì sẽ là bằng dây cao su non và bọc dây dù này. Đấy, và có các cái đầu kết nối này, các cái đầu kết nối nhá. Đấy, bơm xe đạp xe máy ok hết. Giá thì con này chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con bơm 1T như này. Đấy. Con một xi lanh này thì nhỏ gọn lắm, các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong cốp xe cái thứ rồi mình đi công tác rồi đi làm đi ngoài đường nhiều thì các bác dùng con này chứ. Đấy. Hàng đẹp, chất lượng, giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. 100 cành cho con bơm 1T như này. Đấy, 100 cành con bơm 1T như này nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là một cái con bơm tẩu ô tô. Đấy, nó sẽ dùng bằng điện, hàng của thương hiệu Toyota nhá. Hàng thương hiệu Toyota. Con này thì nó sẽ là dùng bằng điện ô tô, tức là các bác cắm trực tiếp cái này vào cái tẩu ô tô cho em. Đấy. Cắm trực tiếp cái này vào cái tẩu ô tô cho em thì nó rất là tiện nhá. Hàng của thương hiệu Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng này. Đấy, bật lên cho em này. Đấy. Rất là ngon luôn, dây của nó đây. Đấy, đây là cái dây đầu dây bơm này. Đấy, đây là đầu dây bơm này. Còn cái đầu dây này các bác cắm vào cái tẩu ô tô cho em nhé. Cắm vào tẩu ô tô cho em. Đó. Con này thì sẽ là 180.000 nhé. 180.000 thôi. Hàng của thương hiệu Toyota. Bác nào có ô tô thì nên bỏ một cái con này vào ô tô. Để đề phòng khi mà mình bị mất hết hơi này. Đấy, buổi sáng đến mình kiểm tra xe nó bị hết hơi. Hoặc là mình đi đường. Đấy, nó hết hơi thì các bác dùng con này cho em. Lên mã giúp cho em đó là bơm tẩu ô tô nhé. Đấy, bơm tẩu ô tô chỉ dùng cho ô tô được thôi. Bơm tẩu ô tô giá sẽ là 180k nhé, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp em đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhé, chống giật bình nóng lạnh. Đấy, ở đây nó sẽ là một con chống giật như này, bao gồm cho các bác là hai bên cả dây nóng cả dây lạnh luôn.
giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá, 40k một chiếc như này. Khi các bác thay thì thay lắp thì phải lắp đồng bộ cả một đôi luôn. Đấy, tức là các bác phải mua là hai chiếc là 80.000 nhá. Đấy. Thì các bác về các bác lắp vào cái đường nước dẫn xuống cho em, cả đường nóng đường lạnh, đây em sẽ có cái video lắp đặt thực tế để cho các bác xem và cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Của máy nước nóng có thể ngăn chặn do dịp. Đây là cặp van chống giật cho bình. Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định phải lắp đặt. Cách cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần tháo đường ống vào và ra của máy nước nóng, vít trực tiếp van chống điện này vào, nó có thể bảo vệ sự an toàn cá nhân của chúng ta rất tốt. Đây là van chống giật dành riêng cho bình nóng lạnh. Nếu nhà bạn có máy nước nóng thì nhất định phải lắp đặt. Cách cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần tháo đường ống vào và ra của máy nước nóng, vít trực tiếp van chống điện này vào, nó có thể. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể nguy hiểm quá, các bác hãy thật cẩn thận với điện của máy nóng lạnh khi nằm trong một đồng rét bớt này. Đèn sáng như này chứng tỏ máy nóng lạnh đã bị rò rỉ điện. Để an toàn cho con cái và cả gia đình, các bác hãy nên lắp thêm bộ van chống giật này. Nó chỉ có hơn 20.000 một chiếc thôi. Các bác nên mua hai chiếc để lắp vào hai đầu ống nước ra của mình, ống nước nóng và ống nước lạnh. Lắp đặt nó rất dễ dàng, đầu van phi 21mm nên vừa mọi loại bình trên thị trường. Các bác yên tâm mua nhé. Đấy, rất ok nhé. Hello, chào các bác nhé. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác một cái dòng sản phẩm thiên về sức khỏe, đó là cái vòng trầm, vòng vàng nhá. Đấy, vòng vàng điều hòa huyết áp. Dòng này nó sẽ là một cái vòng hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đấy các bác này. Đấy. Ở đây nó sẽ là một cái vòng như này. Bên ngoài của nó là một cái vòng mạ vàng 18 carat. Đấy, mạ vàng 18 carat. Và bên trong của nó là có những cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi các bác sử dụng thì cái hạt nam châm này nó sẽ giúp cho các bác là đả thông kinh mạch này, máu huyết lưu thông, huyết áp là ổn định các bác nhá. Đấy, hạn chế các cái bệnh về tim mạch, huyết áp nhá. Thì ở đây nó sẽ là một cái con vòng như này, các bác vừa đeo trang sức giúp cho em và vừa giúp cho các bác là điều hòa đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Đây nó sẽ gọi là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 50 cành thôi. Đấy, 50 cành trong cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Cái này thì các bác lên mua, cái giá nó cũng rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, giá sẽ là 50k. Các bác lên cho em là vòng vàng này. Đấy. Vòng vàng điều hòa huyết áp, giá sẽ là 50k nhá. 50k trong cái vòng vàng điều hòa huyết áp nha, 50.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì bỏ trang cái bút đi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ nhá. Đấy, vòng trầm gỗ. Thì con này cũng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ tốt luôn. Đấy, nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá. Thì các bác có thể dùng cho em là mình đeo cổ hoặc là đeo tay cũng được. Đấy, đeo tay như này cũng được các bác này. Đấy, đeo tay cũng được. Và các bác dùng để đeo cổ cũng được. Ở đây nó sẽ có là 108 hạt trầm. Đấy, và có một cái đài sen ở giữa như này. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là gỗ trầm tự nhiên nhá. Mùi của nó là thơm dịu nhẹ, dễ chịu, hương trầm gỗ. Đấy, các bác dùng thì cũng rất là tốt, giúp cho mình an nhiên và sức khỏe tốt lên. Đó, thì các bác lên cho em là vòng trầm gỗ, giá sẽ là cũng là 50k luôn. Lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Đấy. Vòng trầm gỗ, giá sẽ là 50k nhá. Đấy. Còn cái kia là vòng trầm vàng, cái này là vòng trầm gỗ nhá. Lên cho em là vòng trầm gỗ 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bộ gắp bát đĩa nhá. Đấy, combo cho các bác là một cái gắp đĩa này, một cái gắp bát này, rồi miếng lót để cho khỏi nóng này và cái miếng lót tay luôn. Giá thì cũng chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là gắp bát đĩa. Đấy, gắp bát đĩa. Gắp bát đĩa nhá. Đấy. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa này, bộ gắp bát đĩa. Giá của nó sẽ là 50k. 50k cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Đây, cả một bộ như này luôn. Và đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Còn can thì cứ bị chạm vào thức ăn trong mất vệ sinh. Nhưng mà từ khi biết đến bộ cái bát đĩa nóng này thì nhấc ra phút mua luôn, không sợ nóng bỏng tay hay là rơi đĩa vì kèm rất chắc chắn nên silicone chống trượt. Một bộ thì có 3 món, một cái bát, một dụng cụ nhấc đĩa và đôi mỏ thịt. Giá thì rẻ đến tiền. Ai muốn mua thì tham khảo giỏ hàng gấp 80.000 nha. Mọi người có thấy thức ăn hấp nóng rất khó lấy đĩa ra không? Nhà em trước giờ thì toàn dùng muôi và khăn, nhưng mà muôi thì sẽ trơn trượt, rơi vỡ là mất ăn, chưa kể lại còn bỏng nữa. Còn can thì cứ bị chạm vào thức ăn trong mất vệ sinh. Nhưng mà từ khi biết đến bộ cái bát đĩa nóng này thì nhấc ra phút mua luôn, không sợ nóng bỏng tay hay là rơi đĩa vì kèm rất chắc chắn nên miếng silicone chống trượt. Một bộ thì có 3 món, một cái bát, một dụng cụ nhấc đĩa và đôi mỏ thịt. Giá thì rẻ đến tiện. Ai muốn mua thì tham khảo giỏ hàng gấp 80.000. Đây, một bộ chỉ có 30.000 các bác nhá. 30.000 cho bộ đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít đen nhá. Đấy, tô vít đen trợ lực, giá thì chỉ có 60 cành thôi.
Đấy, đây nó sẽ làm con vít như này, có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có đảo chiều đây này. Đấy. Và đây nó sẽ có cho các bác là 2 này, 4, 6 cây vít như này, 6 cây vít thì mỗi cây là có 2 đầu, tổng cộng là các bác sẽ có là 12 đầu vít khác nhau nhá. Lắp vào cho em này. Đấy. Có chức năng xoáy nhanh đảo chiều và trợ lực rất là tốt luôn. Đấy. Con này trợ lực rất là tốt nhá. Đấy. Xoáy nhanh đảo chiều cho các bác luôn và trợ lực rất là tốt và có điều chỉnh tùy chỉnh ngắn dài ở đây. Nó sẽ có cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau nhá. Hoa thị lục giác rồi mũi khế mới khiếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Combo một tay công. Đấy, một tay vít và 10 và 6 đầu vít với 12 đầu như này. Lên mã giúp cho em đó là vít đen nhá. Vít đen trợ lực. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là lên mã giúp cho em là vít đen trợ lực này. Đó. Vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60k. Trợ lực giá sẽ là 60k cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đũa của Nhật này, đũa của Nhật. Giá thì chỉ có cho các bác là một vỉ như này là 10 đôi nhá. Vỉ này là 10 đôi. Hàng đũa Nhật cao cấp, được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C luôn. Đấy, nhiệt độ lên tới 200 độ C này. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan nhá. Mã tem mã vạch đàng hoàng cho các bác này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đầu đũa đánh nhám chống dính này, hàng rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc. Giá thì chỉ có cho các bác là cái đũa đen này bao nhiêu nhỉ? Giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là đũa Nhật nhá. Đấy, các bác lên cho em là đũa Nhật, giá sẽ là 40k. Đó, đũa Nhật này. Giá của nó sẽ là 40k cho một vỉ như này, bao gồm là 10 đôi, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C. Đấy, tỷ lệ kháng khuẩn lên tới 99%, chống nấm mốc các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp đựng tăm nhá. Đây nó sẽ là một cái hộp đựng tăm như này, rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Rất tuyệt vời các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp tăm bằng đồng như này. Các bác lên cho em là hộp tăm đồng nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là từ 20 đến 30% đồng trắng bên ngoài. Cho nên các bác dùng lúc nào màu mè nó cũng đẹp như này, bảo hành cho các bác 5 đến 10 năm màu đẹp như này luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 cho một cái hộp tăm đồng như này. Lên mã giúp cho em đó là hộp tăm đồng nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một cái hộp tăm đồng như này. Thì rất là tiện các bác này. Các bác chỉ cần là cho tăm ở đây xem, nhấp này ra này, đấy sau đó đậy vào. Vừa làm trang trí này vừa làm hộp tăm rất là tiện và đẹp luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là hộp tăm đồng nhá, hộp tăm đồng này. Đó. Hộp tăm đồng. Giá sẽ là 95.000. 95k cho hộp tăm đồng như này nhá, 95k. 95k anh em các bác nhá, 95.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình trà đồng 4 lạng nhá. Đấy, bên shop có cả bình trà inox. Đấy, còn đây nó sẽ là bình trà đồng. Thì chất liệu của nó vẫn là hợp kim mạ đồng thôi. Nó vẫn là hợp kim mạ đồng. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới anh em các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Hàng nó sẽ là hàng hợp kim mạ đồng như này. Đấy. Hợp kim mạ đồng này nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Một lọ này của nó là 4 lạng. Đấy, 4 lạng đây. Rất đẹp các bác này. Hoa văn hoa lá cành cực kỳ đẹp luôn. Các bác thấy không? Đó. Hoa lá cành cực kỳ là đẹp nhá. Rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lót nhựa ở bên trong để chống mất mùi chè nhá, mất hương chè. Giá thì chỉ có cho các bác là 290.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình. Lên mã giúp cho em đó là bình chè 4 lạng nhá. Đấy, chè đồng 4 lạng này. Đấy, chè đồng 4 lạng. Bình chè đồng này. Đấy. Bình chè đồng 4 lạng giá sẽ là 290k và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. 290.000 cái bình chè đồng 4 lạng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng. Con này thì sẽ là 80 cành cho một em. Con này thì dòng này thì quá tuyệt vời ông mặt trời rồi. Đấy. Các bác thì dùng con này nó rất là tiện này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 8 đầu to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả. Đấy. Thì các bác mua một mà được 8 luôn. Đấy, 8 đầu tô vít như này nhá. To nhỏ lớn bé dẹt tròn. Đấy, đầy đủ luôn. Cho các bác chỉ việc sử dụng thôi thì nó cũng rất là tiện. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 4 con dẹt và 4 con tròn. Đấy, khi nào mình dùng thì mình cứ thế là mình xoáy thôi. Đấy, cần cái to thì mình xoáy cái to, cần cái nhỏ thì mình xoáy cái nhỏ. Đây, nó sẽ có cho các bác là 4 đầu dẹt và 4 đầu tròn như này. Giá thì sẽ là 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng. Đấy, một cái tô vít này sẽ có 8 đầu vít luôn thì tha hồ các bác không cần phải lấy một phát ra 8 cái đầu vít nữa. Tô vít vạn năng nhá. Đấy, tô vít vạn năng này. Giá sẽ là 80k. 80k cho một con tô vít vạn năng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái thuốc trĩ nhá, thuốc trĩ. Đấy thì con này các bác có thể dùng để bôi. Đấy, trĩ nội, trĩ ngoại, co bố trĩ, xa bố trĩ rồi các bác chuyên bị bệnh trĩ kinh niên, trĩ lâu năm dùng con này chị em. Hàng thì nó sẽ là hàng của đây, Dictami các bác này. Dictami. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và các bác bị trĩ thì cứ bôi cho em một liệu trình từ
1 đến 3 lọ là sẽ khỏi luôn. Giá thì sẽ là thuốc trĩ cơ mà. Các bác lên cho em là thuốc trĩ nhá. Đấy, thuốc trĩ. Giá sẽ là 30k cho một típ thuốc trĩ như này thôi. 30.000 cho một típ thuốc trĩ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn. Các bác lên đã giúp cho em đó là khăn rửa mặt nhá, khăn rửa mặt. Bên em bán theo combo 3 chiếc là 20.000, còn mua cả bịch thì là 10 cái 60.000. Kích thước của nó sẽ là 30 x 50. Đấy, chiều dài là 50 và chiều ngang là 30. Đó, đây nó sẽ là một cái dòng khăn mặt như này. Đấy, chất liệu của nó thì sợi bông tự nhiên thấm hút nước tốt. Các bác dùng để rửa mặt này, rồi vệ sinh này, rồi lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều được hết. Thì các bác cứ mua về mình dùng đa di năng. Đấy, 10 cái. Nhà có khách có khứa hoặc là ăn cơm ăn cỗ ăn bàn các bác bỏ ra mình sử dụng cũng được. Đấy, rất là tiện. Rửa mặt, rửa mũi rồi ăn cỗ ăn bàn, lau tay, lau chân, lau bát, lau đũa đều ok hết. Rất là tiện. Đấy, mua cả bịch như này cho em. Giá chỉ có 60.000 thôi, về dùng dần. Đấy, cả bịch như này sẽ là 60k nhá, 60k trên 10 cái nhá. Đấy, còn 20k là trên 3 cái. Đấy, 20.000 trên 3 cái thì các bác có thể lấy thấp nhất là bên em bán thấp nhất là 3 chiếc các bạn, 3 chiếc cho 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái thông cống thôi nhá. Đấy, bột thông cống như thế này bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái dòng bột cực kỳ là tiện ích luôn. 25.000 cho một cái lọ bột thông cống như này nhá. 25.000. Đấy thì về nhà các bác chỉ cần xoáy ra sau đó thì đổ cái phần bột này vào bồn chậu rửa bát, chậu rửa mặt rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet thôi nhá. Đó. Giá sẽ là 25k. Lên trên là bột thông cống 25k cho một hộp như này. Rất tiện luôn. Các bác chỉ cần đổ vào cái là nó sẽ đánh tan các cái tắc rồi tóc tai các kiểu con là điểu luôn. Đây các bác này. Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Để sử dụng thì anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Các bạn nhìn kết quả này. Ok luôn nhá. Ngoài ra nó có xử lý tốt bồn rửa mặt và bồn cầu nữa. Nhà anh em nào mà hay tắc ấy thì tranh thủ múc vài gói nhá. Đang rẻ. Rất là tiện ích nhá, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp chị em đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này bao gồm là 50 miếng giúp cho các bác là thải độc chân này, thải các cái độc tố ở gan bàn chân rồi bàn tay cũng được. Để các bác trước khi đi ngủ thì các bác bóc ra các bác dán vào cho em. Đó, thì một bịch như này của nó sẽ là 50 miếng và giá sẽ là 40k. Đấy, giá chỉ bằng một bát phở thôi nhưng mà rất là hữu ích khi mà các bác sử dụng nhá. Giá chỉ bằng bát phở thôi nhưng mà rất hữu ích luôn. Đó, 40.000 cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này. Đấy, và đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đi lại nhiều dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và rất là tiện luôn. Tiếp theo là Nai bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi thả bồn cầu nhá. 15.000 cho một túi như này. Túi này thì sẽ có 10 viên. Đấy, ở đây thì khi các bác thả vào cái bồn cầu nhà mình thì nó sẽ giúp cho các bác là cái nước thì nó sẽ ra màu xanh này. Và công dụng của nó thì thứ nhất là tẩy sạch này. Đấy. Thứ nhất thì nó sẽ là rất là nhiều công dụng nhưng mà nó sẽ có 3 cái công dụng cơ bản này. Đây cho em là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu này 15k trên một túi như này thôi. Bao gồm là 10 viên nhá. Đấy, thứ nhất thì công dụng của nó là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đấy, diệt khuẩn. Về nhà các bác cứ ngửi trực tiếp cái này mà xem, nó rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu này. Đấy thì là sạch, thơm và diệt khuẩn. Giá sẽ là 15k trên một bịch như này nhá. 15k trên một túi như này thôi. Lên cho em là túi thả bồn cầu 15.000. Rồi ok.